Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới Bộ truyện này thì dự là có 3 tập các bạn ạ Và chúng ta sẽ cùng đón nghe nội dung của tập 1 ngay sau đây Để biết được câu chuyện như thế nào Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận Cũng như đừng quên là đăng ký kênh Thảo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác để phát sóng nha các bạn Tập 1 Trong phòng họp rộng lớn Những nhân viên quan trọng của tập đoàn Châu Thị Đang chăm chú lắng nghe người trên bục chỉ đạo mà người phía trên gương mặt tuy trẻ nhưng lại là người có địa vị cao nhất trong căn phòng này anh là châu trấn kiệt con trai chủ tịch tập đoàn châu thị là người thừa kế duy nhất của châu gia kiệt quần áo thẳng thớm dáng người cao lớn không kém người mẫu đang cầm công văn trên tay anh đẩy chiếc gọng kính bạc trên sống mũi khuôn mặt vô cảm giọng nói đều đều phát biểu phương hướng tiếp theo của công ty lúc này thư ký đứng bên bộ nhìn đồng hồ trên cổ tay cả người bồn chồn không yên chờ cho kiệt nói xong đi xuống thư ký mới dám đi đến chỗ anh thì thầm gì đó nghe xong kiệt đóng tập tài liệu trên tay nói thôi được rồi cuộc họp chúng ta đến đây mọi người có thể trở về phòng ban của mình làm việc tiếp dứt lời anh bước nhanh khỏi phòng họp kiệt vừa đi khỏi những người bên trong thả lỏng thở vào một hơi Mỗi lần vị tổng giám đốc trẻ tuổi mở cuộc họp Đều mang đến không khí áp bức làm người ta muốn ngạt thở Trưởng phòng nhân sự nhìn phía cửa Chăng anh đã đi xa mới dám mở miệng Không biết tổng giám đốc có chuyện gì quan trọng bỏ đi nhanh thế nhỉ Trưởng phòng marketing nghe vậy đáp Cậu không biết à Nghe phong thanh tổng giám đốc cầu hôn bạn gái Lần này đi đến tận Paris đặt nhẫn cưới Chắc bây giờ đến đó lấy nhẫn Trưởng phòng nhân sự gật đầu gái ta khó hiểu Đến tận Paris lấy nhẫn á có cần khoa trương vậy không? Bây giờ thời đại nào rồi, đều chuyển phát nhanh cả cơ mà." Triệu phòng kế toán bên cạnh bật cười, "Cậu đúng là, có biết nhà thiết kế nhẫn cưới là ai không? Là vị Hamburg nổi tiếng trong giới thời trang cao cấp, vị này không dễ mời, đến hoàng gia anh ông ta cũng không để vào mắt." Dừng một chút, Triệu phòng kế toán nói, "Xem ra tổng giám đốc Châu coi trọng người phụ nữ này tốn công tốn sức như vậy nhở Triệu phòng kế toán nói đúng kẻ thực sự để tâm đến vị hôn thê tương lai của mình chính là Châu Hoa. Viên Châu Hoa là con gái chủ tịch tập đoàn Viên Thị, cô tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng. Từ nhỏ, Hoa và Kiệt quen biết nhau là Thanh Mai Trúc Mã lớn lên cùng nhau. Tình bạn của họ dần chuyển thành tình yêu, ai ai cũng ngưỡng mộ đôi cha tài gái sắc. Kiệt vì câu nói của bạn gái không tiếc công sức đi đi lại lại đến tận Paris gặp mặt nhà thiết kế nổi tiếng Humbert để làm nhẫn cầu hôn. Một dị Humbert chỉ thiết kế trang sức cho người thuộc dòng dõi hoàng gia, nhưng không biết Kiệt đã làm gì khiến nhà thiết kế trang sức nổi tiếng đó đồng ý thiết kế cho anh. Kiệt đi xuống dưới lầu, xe đợi sẵn phía trước cửa công ty. Anh hấp tấp đi, không nhìn ra có người đang bước phía mình. Một cô gái bị anh va phải ngã ra đất. Kiệt chỉ đưa tay đỡ cô rồi vội vàng đi vào ô tô, ngay cả lời xin lỗi cũng không nói đã đi mất dạng. Mà cô gái kia chưa kịp bắt đền anh đã không thấy người đâu Nhìn đống đoan dưới đất chỉ biết thở dài lẩm bẩm Bản thân đúng là xui xẻo mà Cô ngồi thụp xuống nhặt nhạnh xem còn thứ gì có thể mang về nhà không Sau đó cô nhìn thấy chuyến xe buýt mình đợi đã đến liền vội vàng chạy tới bến xe 20 phút sau, xe buýt dừng trước một khu chung cư cũ kỹ Cô gái bước xuống xe chạy lên tầng 3 Khu chung cư này đã cũ, Bây giờ thang máy thậm chí không hoạt động được Chỉ có thể đi bằng thang bộ Cụ mày chỗ cô thuê là tầng 3 Nên đi thang bộ cũng không bất tiện Đứng trước cửa nhà Chưa kịp đưa tay mở cửa Đã có người trong mở ra Thấy cô người đây nói Này Ngọc, cậu biết mấy giờ rồi không hả? Tưởng cậu chết xó ở chỗ nào Làm tôi chờ mãi á Xin lỗi, tôi mua đồ về rồi đây Cô mang túi đồ để lên bàn nhỏ trong phòng khách Người kia tên là Lan Bạn cùng phòng của cô Lan lục lọi túi đồ Sau đấy thì trao mày Này tôi bảo cậu mua đậu phụ Sao trong này chả có gì thế Ngọc nhìn vội trong đó rồi cười trừ với bạn Hì bà nãy bị đụng phải Nên đậu phụ rơi ra mất Thôi để mai tôi mua cho cái khác Lan đảo mắt nằm vịt trên ghế sofa Thôi không cần đâu Cậu phải tiết kiệm tiền gửi về quê mà Chút tiền đó tôi lấy của cậu làm gì lan biết hoàn cảnh của ngọc khó khăn gia đình nghèo lại đông anh em ngọc phải bỏ học để lên thành phố làm kiếm tiền nuôi gia đình khi mới gặp nhau ngọc còn không có chỗ ngủ phải ngủ trong nhà ga cô thấy vậy thương tình cho ngọc về nhà mình cho cô làm việc nhà trừ tiền nhà cho đến khi nào có lương thì trả cho mình ngọc nghe về hạnh phúc ôm trầm lan cảm động nói cậu đúng là người tốt nhất tốt nhất quả đất này luôn ấy Lan bị cô nói đến nổi da gà Để cô ra rồi đứng dậy Nói nhàm đủ rồi đấy Đi nấu cơm đi Ngọc cười tươi đáp một tiếng Rồi cầm túi đồ đi vào nấu ăn Lan hai chân vắt chéo cầm tờ báo trước mặt Cô nhìn tờ báo sau đó trò chuyện cùng Ngọc Tôi nói này Bạn tôi thứ năm tuần tới nghỉ Có việc bận không thể đi làm được Cậu có thể đi làm thay cô ấy không Ngọc đang thái rau củ trên thớt ngừng lại Nghĩ một lúc rồi đáp Có thể nhưng mà làm gì thế Nghe bảo có kẻ giàu nào đó tổ chức tiệc Cậu chỉ cần bê đồ ăn từ bếp lên thôi Kiểu như bồi bàn ý Được 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 Lúc đó tôi sẽ đi Kiệt cầm chiếc nhẫn kim cương Thiết kế tinh xảo trên tay Rồi nhìn xuống thành phố Paris hoa lệ phía dưới Trợ lý đằng sau báo cáo cho anh tiến độ bữa tiệc Khi nghe tên hoa để bàn Kiệt nói Thôi bỏ hoa hồng đi Thay bằng uh, hoa tử đằng cùng hoa lan Châu hoa cực kỳ không thích mùi hoa hồng Cô chỉ thích mùi nhị nhàng như là hoa lan tam bảo sắc hoặc là tử đằng. Chuyện lý nghe vậy, nhanh chóng ghi chép trong sổ của mình, sau đó liên lạc với bên tổ chức sự kiện. Lúc này điện thoại bàn rung lên, Kiệt nhìn xuống màn hình là bạn thân Văn của anh gọi tới. Văn là bạn học với anh từ thời đại học, khi đó cả hai là thanh niên trẻ tuổi nông nổi đều có suy nghĩ phản nghịch. Bọn họ thành lập ban nhạc lấy tên The Sunset với ước mơ trở thành ca sĩ. Nhưng mà đời thì không như mơ Cha của Kiệt bị bệnh Anh phải trở về tiếp quản gia đình Cả hai từ đó gác lại giấc mơ của mình Mà Kiệt trong thời gian ngắn thay đổi Từ thanh niên trẻ nhiệt huyết Qua những năm tháng trên thương trường Mà dù anh trở thành kẻ nghiêm cẩn Lạnh lùng Trong đầu chỉ có công việc Cùng kế hoạch định sẵn Anh em tốt của anh là Văn Hiện đang làm chủ công ty giải trí Có thể nói là hoàn thành một nửa đam mê thỉnh thoảng tự tay sáng tác nhạc cho nghệ sĩ công ty hát. Cả hai giữ mối quan hệ thân thiết, mà không hề như những người xung quanh anh chỉ biết nịnh nọt hoặc đố kỵ. Người anh em này đối xử với anh bình đẳng, cũng không sợ đắc tội ông chủ lớn là anh. Ở giữa những kẻ dạ dối, hai người Châu Hoa và Văn như là ánh sáng cứu rỗi anh, dù anh không trở thành kẻ vô cảm. Ít nhất anh thoải mái cùng bọn họ trò chuyện mà không phải đề phòng cái gì. Văn thấy anh nghe máy, lập tức hào hứng lên tiếng, nghe bảo cậu cầu hôn châu hoa ừ tin tức của cậu nhanh thật van bên kia cử lớn ra bộ chất vấn cậu cho tôi là ai chuyện trọng đại này sao không nói với tôi một câu kiệt đi đến bên ghế ngồi xuống đáp lại định nói với cậu rồi nhưng bận bịu nhiều thứ quá thôi bỏ qua cho cậu mà hoa cô ấy biết việc này chứ tôi giữ bí mật với cô ấy đây là bất ngờ dừng một chút kiệt ngả người ra ghế hỏi nhưng cậu thấy tôi có nóng vội quá không hay tôi nên chờ thêm một thời gian nữa Văn không ngờ Người bạn mình trên thương trường là con sói già không sợ chết Ấy vậy mà trên tỉnh trường Lại nhát gan đi con thỏ nhỏ Anh ta phất tay đáp Cậu cùng cô ấy bên nhau 8 năm rồi đấy như người khác là, là có con luôn rồi Thời điểm này cầu hôn quá hợp lý Nghe Văn khuyên nhủ Kiệt cảm thấy bản thân quá sợ bóng sợ gió Hai người cùng nói chuyện thêm một lúc Kỳ nhìn đồng hồ treo tường Thấy muộn rồi bèn nói đã gần 11 giờ rồi Thôi không làm việc cậu nữa nhé Bạn bè phiền gì đâu Có gì cần cứ nhắn tôi Sáng tác hát hò quay video có hết Bạn thân tôi tăng thêm cho cậu nửa giá So với mặt bằng thị trường kia điểm khi nhếch khóe miệng lên cười Anh lắc đầu với cái tính cách hay đùa giỡn của Văn Như nhờ vậy tinh thần cũng bớt căng thẳng hơn Tôi khỏi đi Cái đó dành cho người khác Tôi từ chối nhận Nói thêm xăm ba câu Văn cúp máy Vừa cúp máy, khuôn mặt tươi cười của anh ta lập tức đổi thành cười lạnh. Anh ta nhìn bản thân trong gương, sau đó đi ra ngoài phòng ngủ của mình. Văn tiến đến chiếc giường rộng lớn giữa phòng. Trên giường, một nữ nhân xinh đẹp diễm lệ, mái tóc quan dài đang nhắm mắt, nhưng cô không hề ngủ. Anh ta vừa lại gần cô gái lên mở mắt nhìn phía anh ta. Nữ nhân mở miệng, ngữ điệu nhị nhàng ngọt ngào. Là ai gọi thế? Văn cười nhạt, ngoài mặt thì vuốt ve cơ thể nữ nhân, chỉ là mấy tên đồng nghiệp vớ vẩn thôi Em quan tâm làm gì Cái em nên quan tâm ấy là chuyện của chúng ta đây này Cô gái hít mắt Cô gác đôi chân dài lên vai của Văn Giọng điệu mềm nhũn Anh biết quan tâm em cơ Tưởng anh như tên bạn thân kia Chỉ là kẻ đầu gỗ Chỉ biết mỗi công việc thôi chứ Ừ, anh làm sao như tên đó Mỹ nhân quyến rũ thế này mà còn từ chối Chỉ có mình anh ta thôi Nghe những lời mật ngọt từ người đàn ông Khiến cho người phụ nữ không khép được miệng Người ta tưởng nói Phụ nữ yêu bằng tay không sai Chỉ cần chút ngon ngọt bọn họ liền đầu hàng Văn lúc này đây hôn cô ấy Hai người lúc này triển miên Mà từ phía đằng xa Trong căn phòng ánh lên chấm màu đỏ Một chiếc camera dấu kín Quay toàn bộ hình ảnh đầy nóng bỏng của hai người Năm ngày sau Ngọc kinh ngạc nhìn khách sạn trước mặt Đây là khách sạn đứng đầu trong danh sách Như khách sạn 5 sao của thành phố Nhìn từ bên ngoài tỏa ra sự sang trọng giàu có cô cầm theo túi đi vào khách sạn bên trong đại sảnh trang hoàng lộng lẫy nhưng lại không hề cảm giác khoa trương trên tường treo đầy những bức tranh danh họa nổi tiếng mà nhằn một bức đủ cho quan chơi 2-3 năm trời quản lý đứng chỉ đạo nhân viên sắp xếp đồ đạc hôm nay là ngày quan trọng của thiếu gia châu thị khách sạn này được anh bao chọn tổ chức tiệc thiếu gia nhỏ châu nổi tiếng kỹ tính yêu cầu rất cao nếu để xảy ra sai sót chứ quản lý của ông ta nhất định đi tòi Quản lý trong lòng dậy sóng Nhưng ngoài mặt vẫn bảo trì bộ dáng nghiêm cẩn Ông ta quay nhìn phía cửa Đúng lúc trông thấy Ngọc dáng vẻ quê mùa Thì vội vội vàng vàng chạy đến chặn cô Cho hỏi cô là ai Và đây có việc gì thế Ngọc nghe quản lý nói Vội cầm tờ giấy trong túi đưa cho ông Dạ tôi là người được chị ân người đến làm thay ạ Quản lý nhận thấy tờ giấy trên tay Rồi đưa đánh mắt đánh giá cô Cảm thấy ổn thỏa Mới kêu cô đi vào trong chuẩn bị Tiệc bắt đầu lúc 8 giờ lúc này đây trong phòng tổng thống của khách sạn kể chỉnh lại cà vạt cảm thấy ổn anh cầm ly rượu trên bàn định uống một chút đôi mắt sắc bén nhìn ra phía cửa kính thành phố ven biển lên đèn một dải màu sắc nằm bên cạnh mặt biển đen tĩnh lặng tự như dải ngân hà trên bầu trời đêm tất cả thu chọn vào tầm mắt của anh anh nhớ châu hoa từng nói muốn được cầu hôn ở nơi nhìn thấy biển vì thế anh không tiếc tiền bao chọn chỗ này để dành cho cô Nhìn số đồng hồ trên tay gần 8 giờ Khách hứa bắt đầu đông dần Kỳ cảm thấy bản thân nên đi xuống tiếp đãi đám người đó Đúng lúc anh cầm nắm cửa Một tiếng tinh vang lên trong điện thoại Anh lấy điện thoại trong túi nhìn Tin nhắn từ người lạ Bình thường kia không kiểm tra tin nhắn người lạ Số điện thoại riêng này của anh không nhiều người biết Đều là bạn bè thân thiết Khách hàng thường liên lạc với thư ký của anh Không có chuyện gửi tin nhắn riêng nhưng tối nay không hiểu vì sao anh nhấn xem thử Đối phương gửi một video Mở ra xem Gương mặt Kiệt càng lúc càng đen lại Hình ảnh trên điện thoại hiện ra cảnh Hai người ôm ấp nồng nhiệt Nếu là cảnh nóng trêu đùa Kiệt Thì anh không thèm để vào mắt mà xóa đi Có điều hai người trong video Chính là bạn thân mình Cùng với người yêu của mình Mắt anh như bốc hỏa Ngón tay siết chặt tay nắm cửa như muốn bóp nát Gần xanh trên trán nổi lên Gương mặt thường ngày bình tĩnh Đổi sang phẫn nộ tột cùng kể nghiến răng tắt đoạn video trong lòng một mảng khó chịu như ngàn vạn dao cứa vào tim khí tức của anh hỗn loạn anh ngàn vạn lần không nghĩ tới văn cùng với châu hoa dám sau lưng anh đâm anh một dao một dao này quả là chí mạng kiệt cảm giác trời đất trao đảo trong đầu hận không thể lập tức giết chết đôi cẩu nam nữ kia đúng lúc tâm tình anh như lò thiêu trợ lý gõ cửa nói thưa tổng giám đốc tiểu thư đến ạ tiếng của trợ lý làm anh tỉnh táo đôi phần anh nén cơn giận rồi suy nghĩ Tiệc đã mở không thể vãn hồi Không thể để mặt mũi mình bị vứt đi cho chó gặm Chắc chắn kẻ gửi video này có mục đích Sớm không gửi, muộn không gửi Đúng lúc anh sắp cầu hôn bạn gái Có thể kẻ đó muốn làm cho anh thất thố trước mặt mọi người Nếu đã vậy, anh làm sao để kẻ kia được tọa nguyện Xử lý chuyện cầu hôn trước đã Chuyện gửi video anh để điều tra sau Nghĩ vậy anh nhanh chóng trở lại sáng vẻ như mọi ngày Gương mặt không lộ chút cảm xúc Anh mở cửa giọng nói rõ ràng Đã biết rồi Anh nói một câu rồi tắt điện thoại đi xuống chỗ tổ chức tiệc Bữa tiệc diễn ra ngay tại bờ biển Mỹ nữ Mỹ Nam đi đi lại lại thành đoàn Ai nấy trang điểm lộng lẫy diễm lệ Châu Hoa cùng bạn bè đứng cạnh bàn tiệc Tay cầm ly rượu Mái tóc xoăn dài buông lơi váy dài màu trắng bó sát cơ thể quyến rũ Cô đứng đó trang điểm nhẹ nhàng như vẫn nổi bật bảo sao có thể khiến châu thiếu ra say đắm mà lúc này đây kiệt đứng một góc khuất phóng tầm mắt nhìn mọi người quan sát cả bữa tiệc lúc ánh mắt anh thấy châu hoa hiện ra hình ảnh cô trên video anh lắc đầu cố gắng không để bản thân nghĩ tới nó nhìn anh rõ hơn ai hết làm sao nuốt trôi cục tức này nhưng chuyện đến nước này đâm lao phải theo lao nghĩ rồi kiệt đi đến chỗ cô người xung quanh nhìn thấy anh đều tản ra hai bên một người trong số đó nhanh mắt thấy được hộp đựng nhẫn trên tay anh thì thầm to nhỏ. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đoán mục đích của bữa tiệc. Theo bước chân càng gần quanh, càng nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của ghen tị nhìn về phía cô. Mà Châu Hoa nghe bạn bè rủ rỉ bỗng sang mắt. Những tuần qua, cô tưởng kiệt bỏ bê cô, để cả cái tin nhắn cũng không thèm nhắn. Chính vì thế cô bực mình tìm văn để kể khổ, kể kiểu gì kể đến trên giường luôn. Ban đầu Hoa thì anh nấy, sau đó lại thấy Kiệt dám lạnh nhạt với cô trước Nên cô mới làm vậy Thế mà hôm nay mới biết Anh muốn bí mật cầu hôn cô Xem ra cô trách nhầm anh Châu Hòa cơ mặt e thẹn nhìn phía Kiệt Trong đầu tràn đầy hạnh phúc Ánh mắt hai người trùng hợp chạm nhau Trong giây phút đó Kiệt cảm thấy ghê tởm nổi da gà Anh đi chậm lại Chỉ cảm thấy hiện tại không cách nào cầu hôn cô được nữa Cô khiến lòng tự trọng của anh bị trà đạp đã biết cô ngoại tình sao có thể cùng cô một chỗ đây bước chân anh càng lúc càng gần hoa càng lúc càng hồi hộp tim đập rất nhanh bàn tay bên dưới của cô sẵn sàng dơ ra rồi cũng nghĩ sẵn lời đồng ý trong đầu nhưng kiệt lướt qua người cô đi thẳng phía đằng sau anh dừng chân trước mặt một cô bồi bàn rồi trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người anh quỳ một chân xuống mở hộp nhẫn đưa lên trước mặt cô gái giọng nói gióng dạc như thể tuyên bố chuyện quan trọng cô đồng ý lấy tôi không Câu nói cùng hành động làm cho ai nấy trong hội trường đều sốc đến há to miệng. Nhất là Hoa. Cô mở trừng trừng mắt lớn đến nỗi thấy cả tơ máu. Như Kiệt dám đưa nhẫn cho một bồi bàn lạ hoắc. Mà Ngọc vì hành động này của anh làm cho dọa đơ cả người. Ai nói cho cô biết tại sao đang đi làm lại được quý ông đẹp trai phong độ quỳ xuống cầu hôn không? Kiệt cũng chả chờ cô trả lời. Trực tiếp kéo cô cầm lấy nhẫn đeo vào ngón tay thon dài. Mà kỳ lạ hơn, nhận thiết kế riêng cho Châu Hoa vừa vặn như in với ngón tay của Ngọc. Sau khi trao chiếc nhẫn, kia kéo Ngọc đi tới trước mắt mọi người. Hoa không hiểu chuyện gì, cô đứng chết chân tại chỗ nhìn bọn họ lướt qua mình. Lúc đi ngang qua Châu Hoa, anh chỉ nghĩ cô dám làm anh đau khổ, vậy anh sẽ khiến cô nhục nhã suốt phần đời còn lại. Người xung quanh quả nhiên bàn tán xôn xao, bạn bè dục Châu Hoa đuổi theo Kiệt hỏi đi, nhưng cô ta chỉ đứng im một chỗ, Cô ta biết nếu bây giờ chạy đuổi theo Há chẳng phải càng mất mặt trước đám người này Bạn bè xung quanh đều hướng mắt thương hại về phía cô Khiến cô tức muốn nổ phổi Chịu không nổi ánh mắt nhìn soi mói cười nhạo Châu Hoa dậm chân váy rồi kêu căng đi về phía khác Chưa bao giờ cô ta bị xấu hổ nhục nhã thế này Rốt cuộc kiệt bị cái gì dám trước mặt đám đông Làm ra hành động khiến cô mất mặt như vậy Càng nghĩ cô càng nuốt không trôi cục tức Cô ghim lại nhân viên bồi bàn đáng chết kia Kiệt kéo Ngọc đến thẳng chỗ xe mình Trên đường đi Cả hai bị đám phóng viên bao vây chụp ảnh Che đến chật ních Vệ sĩ đi đến chặn đám phóng viên Giúp bọn họ thuận lợi lên xe Cả một đường Ngọc trong trạng thái thụ động Để Kiệt kéo mình đi Bây giờ ngồi trong xe cô hồi thần Cô vội vàng quay sang Kiệt nói Xin lỗi anh Nhưng tôi có công việc Trong đầu Ngọc bây giờ chỉ nghĩ đến công việc Bây giờ cô không quay lại là nữ chắc chắn bị quản lý trừ lương kiến lúc này đang đau đầu về hành động bồng bột ban nãy của mình nào để ý việc gì nữa đâu anh cho mày đưa tay lên miệng suyệt một tiếng ra hiệu cho cô im lặng dáng vẻ lúc này của anh âm trầm như diêm la đôi mắt lạnh tay nhìn phía trước cửa sổ xe bộ dạng này dọa cho ngọc không dám lên tiếng nam nhân bên cạnh ngồi trầm tư xung quanh yên ắng chỉ nghe tiếng xe chạy ngọc nhàm chán chỉ đánh mang cái nhẫn trên tay ra nhìn ngắm chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo phía trên là viên kim cương lấp lánh 4 carat Hai bên viên kim cương chính là đính thêm kim cương trắng hình tam giác, tôi lên vẻ đẹp cực kỳ sang trọng, xa hoa. Trong lòng Ngọc suýt xoa khen cái nhẫn tinh xảo này. Cô không rõ chiếc nhẫn bao tiền, nhưng chắc chắn chỉ viên kim cương trắng kia đủ để gia đình cô trả hết nợ. Lúc này, chuông điện thoại của Kiệt vang lên, anh cầm lấy điện thoại nghe máy. Mẹ à, Ngọc như viên kim cương không tự chủ được le nghe lén người kia Đầu dây vang lên giọng nói thanh nhã nhưng uy nghiêm Kiệt, chuyện tối nay là sao thế? Sao con dám làm gia đình nhà họ viên mất mặt? Còn nữa, cái đứa con gái kia là ai hả? Tin tức quả nhanh nhạy đã đến tai mẹ anh rồi Anh hạ mi mắt thản nhiên nói Con suy nghĩ kỹ rồi mẹ Bây giờ con không muốn lấy châu hoa nữa Lời này trực tiếp chọc giận mẹ anh Bà đặt chén trà xuống bàn Hồ đồ con biết mình làm cái gì thế không hả? Có biết rõ ràng mình muốn gì mà mẹ? Trước giờ mẹ của Kiệt chưa từng quan tâm anh nghĩ gì, chỉ cần lợi ích Dù hy sinh anh mẹ cũng đồng ý. Nhưng lần này Kiệt chán trở thành con dối của mẹ. Anh phá vỡ kế hoạch bản thân đề ra, lần thứ hai trong đời làm việc bản thân thích. Nếu như không còn gì để nói, ấy, có cúp máy ạ." À. Dứt lời anh tắt điện thoại, gương mặt bây giờ bỗng thả lỏng, anh tựa người vào ghế xe, cảm thấy lần đầu tiên trong đời được tự do. Bà Châu tức giận nắm chặt tay Con trai bà thế mà dám trái lệnh bà Suy đoán một hồi Bà nghĩ có khi nào chính là do nữ bồi bàn kia Xem ra cô ta đúng là kẻ đào mỏ Cầu dẫn con bà bỏ người yêu đi theo mình Không chỉ thế Khiến cho Kiệt chống đối lại bà Bề kia Kiệt mở mắt Nhớ ra bên cạnh có cô gái lạ mặt đang ngồi Anh quay đầu nhìn cô Chỉ thấy sườn mặt thanh tú Mái tóc đen dài búi gọn phía sau Nhưng có vài sợi tóc rủ xuống chán Tuy không sắc nước hương trời như châu hoa Nhưng gương mặt cô gái hài hòa mềm mại Nhìn vào có cảm giác thân thiện đáng yêu xinh xắn Dường như nhận ra người đàn ông quan sát mình Ngọc nghiêng đầu nhìn Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau Ngọc bị đôi mắt sắc bén làm cho hoảng hốt Cô vội vã cúi đầu né tránh Kiểu quan sát cô Trong đầu hiện lên vẻ mặt ghen tức của Châu Hoa Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu anh anh làm quen với cô gái này Cô tên gì? Ngọc nghe vậy như đứa trẻ bị cha khảo đáp lại Tôi tên là Khương Bạch Ngọc Giọng nói mang theo nỗi sợ Kiệt nghe thấy thì liền trấn an cô Đừng lo lắng tôi không có ý gì xấu hết Lát nữa tôi nói chuyện với quản lý bên kia Để cô không bị trách mắng Ngữ điệu trầm ấm làm cô hạ xuống Cảnh giác trong lòng Cô lúc này mạnh dạn hỏi Vậy trả lại anh cái này Nếu chuyện kết thúc anh đưa tôi về chỗ làm được chứ Nói rồi cô cầm chiếc nhẫn kia dơ trước mặt Kiệt Nhìn chiếc nhẫn bản thân tốn bao tâm tư làm ra cho Châu Hoa khiến anh khó chịu Kiệt đẩy tay cô nói Cô giữ lấy khỏi cần trả lại làm gì Nhưng cái nhẫn này đắt tiền lắm Tôi đánh mất nó thì làm sao được Kiệt trầm tư một hồi Sau đó trên môi hiện lên nụ cười chua chát Mất à? Vậy cũng tốt Chiếc nhẫn này cũng như hoa Trước đây là bảo vật trong tay Bây giờ thì không đáng giá một xu trong mắt anh ngọc chớp mắt quan sát đôi mắt kia không còn sắc bén hiện ra sự thống khổ có điều rất nhanh bị anh che giấu cô đảo mắt đi ngoài cửa sổ làm bộ như không thấy gì kể cúi đầu đưa tay xoa xoa mi tâm lưỡng lự với ý tưởng ban nãy của mình cuối cùng anh nói ra này cô tôi có công việc dành cho cô đấy cô muốn làm không tiền lương với tôi không thành vấn đề ngọc bị câu nói của anh dọa sợ suy nghĩ bản thân mình có thể làm gì cho người này được anh có thể nói rõ ràng được không? Kiệt sau đó muốn nói ra Ngọc cùng anh làm hợp đồng tình nhân câu việc chủ yếu Ngọc diễn kịch cùng anh trước hoa cũng như đám phóng viên Cô yên tâm đi, hợp đồng hoàn toàn bình thường Tôi không làm những chuyện kỳ quá với cô đâu Cô mỉm môi, nghe phần lợi ích khi ký hợp đồng quả thực hấp dẫn Chỉ cần làm 2 tháng trả hết tiền cho bọn chủ nợ rồi Nhìn cái gì nó càng hấp dẫn thì càng phải đề phòng Cô đâu có ngốc dễ dàng chấp nhận như vậy Cô lắc đầu nói cái này phải xin lỗi anh rồi Tôi không làm được Kiệt đối với lời cô nói không quá bất ngờ Việc nghi ngờ người đàn ông san lạ là bình thường Anh nói với tài xế trở lại khách sạn ban nãy Chờ đến khi dừng trước cửa sau khách sạn Kiệt đưa danh thiếp của mình Tôi cho cô hai ngày đấy Cứ nghĩ kỹ về vấn đề này đi Ngọc nhận tấm danh thiếp gật đầu Đáp sẽ suy nghĩ rồi ra khỏi xe Nhìn theo chiếc xe xa dần Cô nhớ ra trên tay mình cầm chiếc nhẫn đính hôn của anh Cô định chạy trả lại nhẫn Nhìn xe đi xa rồi Ngọc nhìn quanh không có ai mới cẩn thận cất chiếc nhẫn trong túi mình Thầm nghĩ khi nào đó gặp mặt trả cho anh Đúng như lời nam nhân nói Quản lý không những không trách mắng cô Mà trả đủ số tiền lương Ngọc vui vẻ cầm chỗ tiền đó trở về nhà trọ Cô vừa vào cửa Bị Lan xông tới chất vấn liền Ôi trời đất ơi Ngọc Cậu cùng với Châu Tổng Tập đoàn Châu Thị là như thế nào thế hả? Ngọc ngẩn người nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô lan cầm cái điện thoại dơ ra đây video cậu được châu tổng cầu hôn thật hay giả đây ngọc nhìn tiêu đề thì ra người đàn ông vừa rồi là châu trấn kiệt của tập đoàn châu thị á chả biết vì lý do gì anh ta làm thế nhưng cái này cùng cô đâu có can hệ gì cô nói với lan bản thân cô chẳng biết gì cả thấy vậy tinh thần hóng chuyện của lan tụt xuống lan nhún vai đi vào trong bếp vừa đi vừa nói Hài, thôi cậu không muốn nói mình cũng không ép Đi ăn cơm thôi nào Chờ lát tôi đi thay đồ đã Ngọc đi vào phòng lấy quần áo ra Bỗng dưng có tin nhắn lạ Cô cầm đọc Khuôn mặt càng lúc càng biến sắc Cô thoát khỏi mục tin nhắn ngay lập tức gọi lại cho anh trai Anh em ấy chưa kịp chào cô bị cô chất vấn Tin nhắn đó là sao Tại sao nói anh nợ họ Anh trai của Ngọc ấp áp úng Không ngờ cái bọn đòi nợ biết cả số em mình Anh định đánh chống làng Nhưng bị cô tra hỏi mãi để khai ra cái đó anh bị bạn bè rủ dê vay tiền đi buôn bán Ai ngờ nó lừa anh cũng luôn số tiền để bỏ chạy Ngọc nghe xong kìm không nổi tức giận mắng anh mình Nhà chúng ta chưa đủ nghèo à Sao đi vay nặng lãi Em biết kiếm đâu số tiền đó bây giờ Anh trai bề kia hối hận xanh ruột Tự đánh vào đầu mình rồi khóc Là anh ngu quá Anh không nhìn ra được tên đó muốn hãm hại mình Anh đúng là thằng đáng chết Anh anh nên đi chết đi cho rảnh nợ anh chỉ nghĩ lấy được nhiều tiền cho em đi học đại học mà em mong ước thôi ý bây giờ thì anh hại gia đình mình rồi ngọc nghe tiếng đánh trong lòng mềm ra cô biết anh trai yêu cô khi xưa lúc cha mẹ không có tiền cho cô học cao trung chính anh phải đi đào lò có tiền cho cô học vì việc đó anh xảy ra tai nạn lao động không còn làm được việc nặng nữa cô đành từ bỏ giấc mơ đại học để kiếm tiền chạy chữa cho anh nghĩ đến quá khứ mắt cô hồng lên mắng anh trai đừng có tự đánh mình nữa ngốc à Thôi được rồi, chuyện này từ từ giải quyết Anh đừng có mà nói cho cha mẹ biết Nếu không họ lo lắng thêm đấy Được rồi, được rồi, anh biết rồi Cúp máy, cô ngủ thụp xuống giường ôm mặt Chuyện này đúng là tồi tệ Cô làm gì giúp anh Hiện công việc chưa ổn định Cô cảm thấy đen đủ như thế này bao giờ mới hết đeo bám Trong đầu vang lên câu nói của Kiệt Cô đưa mắt đi tấm danh thiết ban nãy để lên bàn Sau hồi đấu tranh tư tưởng cô gọi cho anh chuyện hợp đồng đấy tôi đồng ý kiệt không ngờ cô đồng ý nhanh như vậy được rồi ngày mai cho người đến đón cô hôm sau có xe đến dưới trung cư đón ngọc đến nhà của kiệt hợp đồng được anh soạn xong cô đọc sơ qua cảm thấy không có gì kỳ quái liền đặt bút ký vào nhìn hợp đồng kiệt đứng lên nói với thư ký hợp đồng xong rồi cậu công bố với mọi người đi thư ký gật đầu nhanh chóng làm chuyện của mình hiệu suất làm việc của cậu ta rất nhanh trong vòng vài tiếng các trang báo đăng tin chuyện đính hôn của anh trong phòng ngủ xa hoa Châu Hoa đang nhàn nhã lướt điện thoại Bỗng bạn bè gửi cho cô bài báo Hoa ấn vào đọc tin tức đính chính ở trên báo Cô ta tức giận suýt chút nữa ném cái điện thoại ra ngoài Là thật á Anh dám câu khai với mọi người à Tức chết mất Châu Hoa ánh mắt căm thù nhìn vào người được Kiệt trao nhẫn Là cô ta Do cô ta nên Kiệt mới làm cô bẽ mặt như vậy Cái con nhỏ này Tất cả là do cô ta Cô ta phải trả giá cho chuyện này đối với đoạn video kia kiệt cho người đi điều tra anh muốn biết kẻ nào gửi video đến cho anh là kẻ nào muốn phá hoại anh trong lúc chờ đợi kết quả kiệt nghĩ đến việc của ngọc bây giờ trên truyền thông cô là vị hôn thê của anh như vậy nhất định phải đưa người bảo vệ cô tránh cho đám chó săn ảnh tìm được thông tin ngọc đều được giữ kín công chúng không biết gì về cô ngoài việc từng là bồi bàn tại khách sạn năm sao kia cũng nhờ sự bảo vệ của kiệt ngọc không bị ai quấy dày làm phiền sau khi ký hợp đồng kiệt đưa cho cô số tiền coi như trả trước nhìn con số trong tài khoản tăng lên ngọc trong lòng thả lỏng cô trở về nhà chuyển tiền cho anh trai trả nợ anh trai ngọc không tin được em gái trong vài ngày có số tiền lớn như vậy anh vội gọi điện lại cho em gái ngọc số tiền kia từ đâu ra thế ngọc nghe qua ngữ điệu có thấy được sự lo lắng của anh cô nhẹ nhàng trấn an anh mình yên tâm đi tiền em kiếm được đấy không phải em làm gì mờ ám đấy chứ cấm em đấy không được làm chuyện xấu kể cả có bán nhà anh không chấp nhận em làm mấy thứ nghề hạ đẳng kiếm tiền đâu kiếm số tiền lớn như vậy trong vài ngày đương nhiên anh nghi ngờ cô làm việc không trong sạch em biết rồi cái này tiền tiết kiệm của em với cả em mừng trước lương từ chỗ cô chủ nữa nghe hoàn cảnh của em cô ấy giúp chúng ta nhiều lắm anh trai nửa tin nửa ngờ nhưng nghe giọng điệu chắc nịch của cô thả lòng người dặn dò vài câu rồi cúp máy tại tòa ốc châu thị Kiệt đang xem tài liệu trên tay lúc này thư ký bên ngoài đi vào trong nói với anh dạ thưa anh đã tra được người gửi video Kiệt dừng tay ngẩng đầu nhìn thư ký thư ký nhanh chóng đưa tài liệu cho anh Kiệt ra hiệu cho anh ta ra ngoài còn một mình trong văn phòng anh mở ra nhìn đọc dòng chữ trên giấy gương mặt anh mỉa mai một cách kỳ lạ anh đoán được một phần dù trong lòng thầm nghĩ đây không phải sự thật nhưng bây giờ bằng chứng rõ ràng trên tay sao mà không chấp nhận được đây những ngày qua anh giả bộ bình tĩnh cho đến bây giờ không còn gì bình tĩnh nữa rồi Kể đứng lên đi ra khỏi văn phòng anh lấy xe mình phóng ra ngoài anh biết rõ lúc này văn đang ở đâu liền lái xe đến đó dừng xe trước hộp đêm có người nhìn thấy anh liền chạy đến niềm nở hỏi thăm anh kia à lâu rồi không gặp hôm nay sao con nhã hứng đến đây kia không trả lời chỉ phun ra vài chữ trình bác văn đâu kẻ kia nhìn gương mặt thâm trầm cùng nụ cười trên mặt anh cũng cứng đơ chỉ đành giơ tay nói dạ mời theo hướng này kiệt mặt lạnh đi vào trong hộp đêm phía trong đủ các dạng người ăn mặc lộ liễu thiếu vải kiệt cả thân tây trang đen tóc chảy chuốt đeo kính người anh tỏa ra khí thế tinh anh thành đạt chẳng chút nào ăn nhập với cái đám người kia anh nổi bật khiến cho ánh mắt mọi người rõ theo anh kiệt quen với chuyện này chỉ bình tĩnh đi theo tên kia Để khi lên tầng 2 Gã dừng trước căn phòng Kiệt đuổi theo tên này rồi đi mở cửa đi vào Vừa mở cửa Bị mùi rượu cùng chất kích thích sọc vào mũi Làm anh nhíu mày Bên trong tranh sáng tranh tối Nhìn được vài người đang ngồi trong đó Đôi mắt màu hổ phách Sau thấu kính khẽ động tìm kiếm Rất nhanh nhìn thấy Văn ngồi trong góc ôm gái Kiệt đi đến trước mặt hai người họ Cảm thấy có kẻ chặt ánh sáng Và nhíu mày quát tháo Nhìn thấy Kiệt thì gã không dám nói gì Kiệt lạnh giọng Cho các người ba giây ra khỏi đây Đám người đưa mắt nhìn nhau Hiểu rõ người này không phải dạng dễ chọc liền cầm đồ đạc chạy biến Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại hai người Văn phì cười Gã ngồi dậy cầm điếu thuốc châm lên hút một hơi Sau đó nhả khói về phía Kiệt Mở miệng trêu người anh Tôi tưởng cậu đến ngay sau khi nhận được video chưa nói hết câu Kiệt đấm một phát vào mặt Khốn kiếp Văn bị đánh ngay lập tức chảy máu mũi Gã liếm liếm máu mũi của mình bật cười Lâu rồi mới thấy bộ dạng mất bình tĩnh này của cậu Kiệt dự gã lên đấm phát nữa Gương mặt anh không chút biểu cảm Nhưng trong lòng như ngàn vạn mũi tên cắm vào Anh gầm lên Mày biết rõ tao thích châu hoa thế nào Mày dám làm chuyện đó à Còn mẹ nó Tao coi mày là bạn Tao đối xử tốt với mày tại à, sao mày chạm vào người phụ nữ của tao kiệt vừa đấm vừa chất vấn văn đáp lại anh chỉ là giọng cười điên cuồng của văn đấm đến khi tay đau rát kiệt ném gã lên ghế văn lúc này ngồi dậy gã biết trong lòng kiệt hỗn loạn gã nở nụ cười hàm răng nhiễm máu đỏ ánh mắt thỏa mãn nói tiếc nhở tao chưa bao giờ coi mày là bạn mày nghĩ vậy là bạn ư ừ. văn bật cười lao đến đẩy mạnh kiệt vào tường gằn giọng tao từ đầu đến cuối chỉ là cái bóng của mày không hơn không kém Mọi người nhìn tao như thằng hầu đi theo mày Tao căm hận mày khinh thường mày Mày kế thừa cả một tập đoàn Thế mà mày chỉ muốn làm một thằng ca sĩ quen Kiệt bị lời này của gã làm cho đứng hình Tưởng rằng bản thân của người bạn tốt Người ủng hộ mình Chấp nhận con người thật của mình Hóa ra tất cả là giả dối Hóa ra văn như những kẻ khác Không thèm quan tâm cảm nhận của mình và lau khóe môi Càng nhìn kiệt, gã càng cảm bản thân thấp hèn. Chính vì thế cướp đi châu hoa. Có gửi video này, chính ngày kiệt muốn cầu hôn cô ta. Mục đích hạ nhục kiệt. Thấy kiệt đau khổ như vậy, quả nhiên gã vui vẻ vô cùng. <laughs> kiệt, hoa ngoại tình không phải do tao. Do mày bỏ bê cô ấy quá lâu, khiến cô ấy cô đơn quá tìm đến tao. Chắc ấy, mày chỉ biết đếch công việc mà đẩy cô ấy đi thôi. Kiệt nghe xong tức giận, anh lạnh lùng nói. Đánh mày chỉ bẩn tay tao, nếu đang nghĩ đến việc phản bội tao ấy, Mày chắc tính đến việc bị tao trả thù Gương mặt văn tức khắc cứng đờ Gã nhìn chằm chằm kiệt cười nhạo Mày không dám đâu Mày đánh giá tao thấp rồi văn Nếu mày đạp lên tình bạn này Tao không còn gì phải nể nang Nói rồi kia quay người bỏ đi Văn nhìn bóng lưng anh bây giờ mới thấy sợ Mà ngồi thụp xuống đất Một phút nóng này và rồi tự mình hủy hoại mình Có lẽ gã tưởng rằng Kiệt là con người cũ là người nể nang tỉnh nghĩa tha cho gã một lần Cô lắm chỉ chịu ăn đánh thôi Nhưng bây giờ gã nhận ra Hậu quả của việc này nghiêm trọng đến mức nào Với quyền lực của Kiệt Rất có thể khiến công ty gã trao đảo Kiệt trở lại xe tức giận đập vô lăng Từ bạn bè đến người yêu Hóa ra là hư tình giả ý đối với anh Sự thật này làm anh như sụp đổ Bởi vì tin tưởng cùng chân tình đối lại Chỉ là cười nhạo cùng phản bội Từ trước đến giờ anh chỉ là kẻ cô đơn Sống trong thế giới mộng ảo Kiệt phát tiết đủ rồi Nhận ra cha mình nói đúng Trên đời này chỉ có tiền tài Mới là quan trọng nhất Một tuần sau Ngọc trong một tuần này nghi hoặc trong lòng Bởi không thấy Kiệt liên hệ với mình Cô thầm nghĩ chẳng nhẽ có chuyện gì xảy ra ư Không ngờ ngày hôm sau Kiệt liên lạc với cô Cô cũng không nói là gì Khi anh đến đón cô Ngọc nhận ra tâm trạng anh không tốt Vì thế không dám làm phiền để khi cả hai dừng trước khu trung tâm thương mại lớn kiệt mới nói ra lý do anh nói cô trông quê mùa cần thay đổi phong cách ăn mặc đi nếu là vị hôn thê của kiệt thì phải toát lên sự giàu sang quý phái cô nhìn quần áo của mình rồi bảo hả tôi đâu có quê mùa gì đâu thế bình thường mà anh liếc nhìn cũng chả buồn liếc cô thấy vậy vội vàng chạy theo anh kiệt lúc này nói thêm ba ngày nữa tôi làm tiệc đính hôn ấy vì thế nhiệm vụ hôm nay tìm cho cô đồ để mặc Anh tính toán trước Ở đây ba cửa hàng quần áo nổi tiếng đắt đỏ nhất về ghé mua Sau đó đi qua cửa hàng trang sức phụ kiện Sau đó còn phải chỉnh cô Cách đi đứng ăn uống thay đổi ngoại hình Để cô không khiến anh mất mặt trong tiệc đính hôn Vài áo trang sức đều chính tay anh chọn Cô mặc chiếc váy đuôi cá đắt tiền Đứng trước gương ngắm nhìn bản thân Để khi đọc giá tiền suýt nữa cô ngã Trời đất ơi gì mà quá mức đắt đỏ thế này anh ngược lại chẳng quan tâm bảng giá Cứ thuận mắt là vung tiền mua Cô ôm đống quần áo chạy theo như sai vặt phía sau anh Đến cửa hàng phụ kiện Cô trước giờ chưa từng đi cao gót Bước được hai bước suýt ngã Anh yếu mày không nói gì Chỉ chờ cô thử xong là quẹt thẻ Cả ngày cô thử hết đồ này đồ kia Mệt lử cả người Để khi xuống bãi xe đỗ xe Anh nói với cô Ngày mai trợ lý của tôi đón cô lúc 7 giờ đấy Cô linh cảm Đây chỉ là bắt đầu Quả nhiên linh cảm của cô đúng Hôm sau vị trợ lý kia đưa cô đến trung tâm huấn luyện Những cô gái học ở trung tâm này Ai nấy tỏa ra dáng vẻ khí chất quý tộc Ngọc đứng ở giữa như con gà lạc trong bầy thiên Nga vậy Giáo viên dạy học nhìn cô liền tập cho cô một vài bài Ba ngày cứ như cực hình với cô vậy Tập đi, tập ăn nói Dù lụy tập để có dáng người đẹp nhất Khác gì cái thời cung đấu ngày xưa đâu Mỗi ngày về nhà cô nhũn cả già Tuy vậy vẫn phải chăm sóc da mới được đi ngủ Lan phải về quê 2 tháng Coi như may mắn không bị cối tò mò Đến ngày tổ chức tiệc đính hôn Kiệt thay đồ cố tình lựa chọn bộ âu phục đẹp đẽ nhất để mặc Anh muốn cho Châu Hoa biết Cô ta không phải người duy nhất anh quan tâm Chuẩn bị xong Kiệt lái xe đến khách sạn mình chuẩn bị từ trước Anh để trợ lý đưa Ngọc đến đây trước Có bản thân đến sau Người tham gia lần này đông hơn lần trước ai cũng mang theo tâm thế hiếu kỳ với vị hôn thê của anh chỉ có bà châu mẹ anh cáo bệnh không đi tỏ rõ thái độ ghét bỏ của mình với cô con dâu tương lai kia không cần lời chúc phúc của mẹ muốn diễn làm vậy để cho châu hoa thấy hôm nay châu hoa chẳng muốn góp mặt có điều cô ta canh cánh trong lòng chuyện kiệt bỏ mình châu hoa không cam tâm chuyện này sao có thể chấp nhận người yêu mình đến với cô gái khác cô ta phải nói chuyện cho ra nhẽ với kiệt để anh phải cầu xin quay lại với cô ta Chính vì thế Hoa trang điểm lộng lẫy Cô chỉ để gây chú ý với Kiệt Cô biết bản thân mình đẹp Cô biết tận dụng lợi thế đó Hoa một thân váy màu đỏ Như đóa hoa hồng diễm lệ tỏa sáng trong đám đông Cô ta đưa mắt quan sát Ngờ cao đầu thấy Kiệt đang cùng người khác Đứng nói chuyện ở cầu thang Đôi môi đỏ mọng của cô ta khẽ nhách Hướng về phía Kiệt Có điều chưa đến gần anh đèn đóm tắt đi Mọi người xôn xao không biết có gì xảy ra Đúng lúc này chiếu về phía cầu thang Một thân ảnh xinh đẹp bước xuống Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng thanh tao Chiếc váy màu trắng đính kim sa lấp lánh dưới ánh đèn mái tóc dài xoăn nhẹ màu đen tôi lên làn da cô gái Anh ấy trầm trồ khen ngợi Dường như không ai nhớ cô chính là cô bồi bàn báo chí đăng tải ngày qua Ai thế nhỉ? Xinh đẹp quá trời đất Chẳng nhẽ vị hôn thê của thiếu gia nhỏ châu Không thể nào, tôi xem trên video Cô gái kia tầm thường đâu có được như người trước mặt đâu Mọi người bàn tán không biết cô gái là ai thiên kim nhà nào đây Sự chú ý vốn dành cho Châu Hoa Bây giờ bị Ngọc cướp hết Mà Ngọc lúc này hồi hộp Đã bao giờ cô được nhiều người chú ý thế này đâu Cô ngẩng cao đầu bước xuống bậc thang Những ngày tập luyện cũng không uổng phí Một đường đi xuống không hề cúi đầu Kiệt lúc này đi đến đón tay Ngọc Ánh đèn giờ dần, dần sáng rõ Hai người trai tài gái sắc sánh đôi đi đến bàn tiệc Cảnh này làm Châu Hoa tức muốn thổ huyết Cô ta tốn bao tâm huyết để bản thân nổi bật muốn cho Kiệt quay đầu. Ai ngờ bị người phụ nữ khác chiếm mất ánh mắt của anh. Càng nghĩ, cô càng không nuốt được cục tức. Sự ghen ghét đố kỵ như con rắn độc ngày càng lớn nuốt chừng ý thức của cô ta. Chẳng mang đến người khác, Hoa chạy đến ngay trước mặt mọi người tát mạnh vào mặt ngọc. Ai nấy sững sờ trước hành động này, chỉ có Kiệt bình tĩnh. Nhưng Ngọc thì lại không bình tĩnh nổi Tuy cô tốt bụng nhưng đâu phải loại người dễ thiếp đâu Ngọc nhìn thẳng vào Hoa với ánh mắt cao thượng Ngủ ý cô không chấp nhận với kẻ tiểu nhân như Hoa Ánh nhìn của cô trực tiếp chọc điên Hoa Cô ta giơ tay định tát cô lần nữa Đồ hồ ly tinh Mày dám trừng mắt nhìn tao à Cánh tay cô ta giơ lên Chưa kịp chạm vào mặt Ngọc Bị kiệt bắt lại Đây là tiểu đinh hô của tôi Cô đừng có làm loạn nữa Hoa không từ bỏ ý định Cô dùng tay còn lại giật lấy chiếc nhẫn trên tay Ngọc Cái này Những thứ này là của tao không phải của mày Mày trả lại cho tao Hành động của cô ta làm ai nấy bất ngờ Cả Kiệt cũng không ngờ được Anh chỉ nghĩ Hoa sẽ ghen tức Cũng lắm tát cho Ngọc Nhưng không nghĩ cô ta dám làm loạn đến mức này Hoa trước đây cho mắt anh dịu dàng như nước Nhưng cô gái trước mặt khiến anh phải kinh sợ Anh ngăn Hoa rồi kéo cô đi vào phòng bên cạnh Đóng cửa lại Hoa đẩy anh ra quát Tại sao anh làm thế với em Rốt cuộc con hồ ly kia có gì hơn em Cô ta có gì hơn em hả Ý ra cô ấy không ngủ cùng bạn thân của tôi Nói rồi Kiệt đưa điện thoại cho Hoa xem đoạn video Hoa đanh mặt thái độ thay đổi chóng mặt Cô ta sợ hãi cầm lấy tay anh quỳ xuống khóc lóc Kiệt à anh nghe em Mọi thứ không phải như anh thấy đâu Lấy em bị hãm hại Là do văn bày mưu hãm hại Kiệt đối với sự cầu xin của cô ta Chỉ cười lạnh rồi hất tay Tôi không ngờ cô là loại phụ nữ như thế Đúng là tôi có mắt như mù mới yêu cô Chúng ta chia tay từ giờ tôi có người khác rồi cô đừng đeo bám theo tôi nữa anh nói xong hết tay hoa mặc kệ cô ta cúi đầu khóc lóc xin lỗi vẫn bước đi không ngoảnh lại ra khỏi phòng kiệt lập tức nhắm mắt dù trong lòng căm hận hoa nhưng anh vừa yêu vừa hận khi cô ta đau khổ bản thân anh cũng chẳng vui vẻ là bao nhiêu trái tim vỡ ra từng chút kiệt nhìn thấy nhân viên bên cạnh bê rượu đến bèn cầm chai rượu trên khay dốc lên tu Nhân viên thấy anh xua tay Đều biết điều im lặng lui xuống dưới Kiệt uống hết chai Chưa thấy đủ Anh đi lên phòng đặt từ trước Mở cửa tiến lại quầy ba ở phòng khách Cầm một chai tiếp tục uống Kiệt mượn rượu giải sầu Có điều càng uống càng thấy sầu chẳng giải được Mà nỗi đau trong lòng càng thêm nứt toát Ngọc ở bên dưới Thực sự hóa thân thành thê nô của anh Đối với ai cũng niềm nở trò chuyện Kiệt chuẩn bị sẵn kịch bản cho cô học thuộc Cho đang đối mặt với những câu hỏi của người ngoài Cô trả lời rành giọt Cũng có vài người đến Thấy Ngọc chỉ có một mình liền giả bộ hỏi Ngài kia đâu Sao để cô một mình lại lo tiếp khách Ngọc nở nụ cười tiêu chuẩn Anh ấy đang nghỉ ngơi trên kia Giả đánh câu việc nhiều nên có chút mệt mỏi Cô gái dường như cố ý kiếm chuyện với cô Thế thì cô lên chăm sóc anh ấy chứ Sao ở dưới này làm gì Đám nữ nhân xung quanh nhau nhau đồng ý Ngọc dù xuất thân nấp kém Nhưng cô chưa bao giờ chịu cúi đầu trước ai đâu Đối với những người này chẳng may may sợ sệt mà đáp trả Dù sao tôi là chủ nhân bữa tiệc đính hôn mà Ít nhất phải tiễn các cô ra về đã chứ vừa nói vừa đưa ngón tay đeo nhẫn triệu đô sờ sờ nắn nắn Các cô gái kia lập tức ngậm họng Nói gì thì nói Bây giờ Ngọc là hôn thê của Kiệt Tuấn Nhân cũng không nên chọc vào thì hơn Cô nhìn xem trời tối thế kia Thôi chúng tôi xin phép ra về Dứt lời cùng nhau rời đi Ngọc thấy tiệc sắp tàn Quay ra nói trợ lý xử lý nốt phần còn lại Nhiệm vụ xong rồi Giờ phải trở về thôi Cô xách váy đi lên tầng Dù trí nhớ cô tốt Nhưng khi đi lên tầng nhìn những căn phòng y chang nhau Cô lại không biết phòng mình để đồ là phòng nào nhỉ Suy tư một hồi Cô nhớ mang máng hình như phòng số 3 32 Cô đi dọc hành lang tìm kiếm Đến trước cửa phòng số 32 Cô đưa tay cầm chìa định mở vào Ai ngờ cửa mở ra Ngọc có phần kinh ngạc Không nhảy mình quên không khóa cửa Bên trong vang lên tiếng rầm Các đứt suy nghĩ của cô Cô theo bản năng mở to cửa nhìn Thấy kiệt uống say mềm ngồi dưới sàn Trên bàn đủ loại chai rượu lăn lóc. Nhìn cảnh này cô trần trừ hồi lâu Giữa việc nên gọi trợ lý Hay là vào giúp anh luôn Chẳng chờ cô nghĩ xong Anh tự nâng người dậy nhưng lại trượt ngã Tay thụp xuống đất Ngọc mặc kệ chạy đến đỡ lấy anh Cả người anh đè trên vai cô không ngờ người đàn ông này nặng trời cụ mày cô làm việc nặng từ nhỏ có thể đưa anh đến giường nằm nhìn ai khó chịu nhíu chặt mày cô thở dài lòng tốt dâng lên cô đi ra ngoài mở tủ chỗ quầy ba thấy trà giải rượu thì pha ra cốc cầm cốc trà trên tay cô đi đến chỗ anh giúp anh uống vài hớp xăng xuôi vào phòng tắm lấy khăn ướt lo mặt cho anh nếu không phải vì người này cho cô nhiều tiền trả nợ cô đâu tận tâm chăm sóc anh như vậy đâu Khăn ướt lau qua da khiến anh thoải mái thả lỏng cơ mặt Ngọc vừa lau vừa lén nhìn dáng vẻ người đàn ông Quả thực là anh Tuấn Đúng là đẹp trai, mũi cao thẳng môi mỏng Bình thường khi tỉnh táo là bộ dạng lãnh đạm cứng nhắc Bây giờ đôi mắt sắc bén nhắm lại Che đi một phần hàn khí Gương mặt trở nên nhu hòa Cô lau xong định rút tay về Bắt chợt người đàn ông đưa tay bắt lấy cô Đôi mắt ba nãy nhắm nghiền Giờ mở to nhìn phía cô anh đậu quay làm cô giật cả mình trong lòng hốt hoảng im lặng nhìn anh nếu tới này dám dở trò sàm sỡ cô cho anh biết cô đâu phải hồng mềm đâu. Qua hồi lâu không thấy động tĩnh người đàn ông chỉ cầm tay cô không nói không rằng nhìn thẳng lên trần nhà. Đường lúc cô nghĩ có khi nào anh mộng du không nhỉ thì anh mở miệng nói giọng nói vì uống nhiều rượu trở nên khàn khàn tôi cứ nghĩ trả thù sẽ thoải mái hơn nhưng sao trái tim đau thế này cô chớp mắt. Nhìn khóe mắt người đàn ông rơi lệ Giọt nước mắt lăn trên mặt anh rơi xuống Thấm ướt thành một mảng thẫm màu Người có tất cả mọi thứ như anh Một nam nhân hoàn hảo như anh Có ngày rơi lệ vì nữ nhân ư Ngọc Yên lặng ngồi đó Người ta thường nói Đàn ông không dễ rơi lệ Có thể thấy Châu Hoa có bao nhiêu trọng lượng trong tim anh Cô thầm nghĩ Có lẽ lúc này đây Anh cần một người bên cạnh bầu bạn cùng Cùng anh lắng nghe bầu tâm sự Cô không hiểu sao người đàn ông phải hành hạ bản thân mình thế này Rốt cuộc giữa anh với cô gái tên Châu Hoa kia xảy ra chuyện gì Tại sao dằn vặt nhau thế nhỉ Có điều chỉ tò mò mà cũng không dám nói Kiệt dường như kìm nén đủ rồi Anh cười nhạt nói tiếp Ngồi vị trí này rất lạnh lẽo Tôi tin tưởng Văn như là anh em ruột thịt Đã nghĩ được gặp bạn tâm giao trong đời Như rốt cuộc bị gã đâm một nhát thực mạnh sau lưng Đáng khinh hơn người bạn gái tưởng chừng như là yêu anh bao năm lại chỉ vì vài câu nói mà lên giường ngủ cùng với thằng đàn ông khác kỳ thực sự sợ hòa cô ta làm ra hành động vậy mà vẫn mặt dày đi cùng anh đính hôn nếu văn không gửi video đó có khi anh nuôi con cho gã mà lại không hề hay biết nghe câu chuyện của anh ngọc cảm thấy trong lòng người đàn ông này đúng là đáng thương thật nếu cô trong tình cảnh anh chắc chắn đánh hai kẻ khi một trận tất cả nỗi lòng được nói ra Kiệt cảm thấy nhẹ nhõm hơn Sau đó mới phát hiện Bản thân về mà nói chuyện thoải mái của người lạ mặt Ngọc từ biểu cảm của người đàn ông Đoán anh sợ bí mật của mình Bị tiết lộ với truyền thông Cô ho một tiếng rút tay về nói Anh yên tâm đi Mấy chuyện tình tay ba này tôi không nói ra ngoài Đây là nghiệp vụ cơ bản mà Trước đây Ngọc từng làm tiếp tân Ở một khách sạn Cô hiểu rõ không nên tiết lộ thông tin khách hàng Cho người khác biết Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình Dù nghèo Cô không vì tiền tài bán đứng người khác Anh ôm đầu Anh đối với những lời này nửa tin nửa ngờ Cô không thể trách anh Bị hai người thân thiết nhất phản bội Làm sao tin tưởng được ai khác Nhỏ không giải thích thêm Thấy Kiệt đỡ say đứng lên nói Muộn rồi đấy tôi nên về phòng của mình Cô đi ra ngoài đóng cửa trở về phòng mình Vừa đi vừa suy nghĩ Cuộc sống giàu sang trá sung sướng gì nhở Người bên cạnh toàn giả dối lừa phỉnh như thế Quả thực là quá cô đơn mà Ánh sáng từ bên ngoài dọa vào trong căn phòng Người đàn ông ngủ trên giường bị ánh sáng chiếu tới nhíu mày mở mắt Anh ngồi dậy mơ hồ nhìn quanh Trên đầu giường có đặt chén trà giải rượu cùng với khăn Nhờ đến tối qua được Ngọc chăm sóc Lại nói linh tinh với cô kia cảm thấy thực mất mặt Bộ dạng xấu xí nhất bị nhìn thấy Ngọc là người đầu tiên biết mặt này của anh Nhìn điện thoại trên bàn im lìm Đến giờ chưa có tin tức riêng tư gì của anh bị dò dỉ lên mạng Xem ra Ngọc cũng biết giữ lời anh đứng lên mặc áo khoác đi xuống dưới lầu Vừa đi vừa nhắn tin cho trợ lý Rất nhanh trợ lý phóng xe tới Kể đi lên mà đang nhìn đồng hồ điện tử trên xe Thấy vẫn còn sớm liền kêu trợ lý đưa mình đi mua cà phê Lúc lướt qua con hẻm Anh thấy thân ảnh lướt qua Kiệt tưởng là mình hoa mắt vội quay đầu lại nhìn Người đấy không ai khác Chính là Ngọc Cô mặc đồng phục của cửa hàng ăn nhanh Cầm túi rác đi đổ Kiệt trong lòng nghi hoặc Số tiền anh ứng trước cho cô Đủ để cô sống dư giả vài tháng Không nghĩ tới Ngọc vẫn đi làm thêm Kiệt quay đầu lại Anh trầm tư một hồi Quyết định không xuống xe làm phiền cô Ngọc lúc này mày mê làm việc Mang đồ ăn cho khách Mày cô đeo khẩu trang Không ai phát hiện ra cô là vị hôn thê của Châu Tổng Dù ký hợp đồng với anh Nhưng số tiền nhà cô nợ quá nhiều Và lại Kiệt chỉ thỉnh thoảng gọi cô đến diễn vai hôn thê Những ngày còn lại Cô ăn không ngồi rồi Cô cảm thấy phí phạm thời gian quá cho nên xin việc làm thêm kiếm tiền. Cô không đòi hỏi thêm từ Kiệt, dù sao cô cũng có lòng tự trọng của mình. Trở về nhà, điều đầu tiên Kiệt làm bảo thư ký điều tra về Ngọc. Sau đó anh nhận ra những lúc cô không phải đi cùng anh đều nhận làm thêm. Dường như cô túng thiếu nên mới phải bạt mạng kiếm tiền như vậy. Vô dĩ chuyện của Ngọc trả lê quan gì đến anh. Anh có thể mặc kệ cô, chỉ cần cô đến đúng giờ diễn vai hôn thê cùng anh nhưng suy nghĩ một hồi anh quyết định để cô vào làm việc trong công ty mình nói là làm anh kêu trợ lý đưa ngọc đến nhà mình nói là có chuyện quan trọng muốn trao đổi với cô trong lúc chờ trợ, trợ lý đón người kiệt đi lên lầu tắm rửa ngọc nghe có chuyện quan trọng xin quản lý nghỉ sớm rồi lên xe đến nhà của kiệt trong đầu cô nghĩ mãi không biết rút cuộc chuyện quan trọng gì cô hỏi trợ lý xem anh ta biết gì không tiếc là trợ lý cũng không biết chuyện gì Cô chỉ có thể tự đến đó xem thôi Xe dừng trước cửa nhà của Kiệt Ngọc nghiêng đầu nhìn ra cửa xe Qua cảnh hoành tráng của nơi này Làm cô hít thở sâu một hơi Quả như là người có tiền Giữa trung tâm thành phố tất đất tấc vàng Sư hữu trang viên rộng lớn thế này Căn nhà trọ của cô Thậm chí chỉ bằng cái đài phun nước trước cửa nhà anh Sau khi vào nhà một lần nữa Bị sự xa hoa bên trong làm kinh ngạc Nơi rộng lớn này Lại không có ai hết cha mẹ kiệt hiện ở thành phố khác nhà này chỉ có mình anh ở anh cũng ở công ty suốt ngày đối với căn nhà này chỉ thi thoảng về ngủ qua đêm rồi đi ngọc đứng trong căn biệt thự nghìn tỷ trong lòng tò mò cô nhìn bức tranh treo tường đi đến nhìn tranh phác họa một thiếu phu nhân xinh đẹp cô nhìn để không chớp mắt không biết là kiệt đứng ở sau lưng mình đó là tranh vẽ mẹ tôi đấy nghe tiếng người vang lên cô a một tiếng giật mình quay lại Kiệt không thấy cô giật mình Chỉ đưa mắt nhìn bức tranh Ngọc thì không chớp mắt nhìn anh Người đàn ông mặc áo choàng tắm Để lộ phần cơ ngực rắn chắc Gương mặt hơi hồng hồng do hơi nóng của nước Mái tóc ẩm xóa trước chán che đi đôi lông mày sắc bén của anh Ngọc ho một tiếng tự nhắc nhở trong lòng Mày đến đây vì công việc Đâu phải để ngắm trai đâu Kiệt không để ý đến ánh mắt của Ngọc Anh đi đến tủ lạnh mở ra Miệng hỏi cô Cô uống gì không Ngọc tùy tiện chọn đồ uống rồi đi thẳng vấn đề chính. Nghe trợ lý anh nói anh tìm tôi có chuyện gì quan trọng à? Lấy đồ trong tủ lạnh, anh đưa cho cô rồi ngồi xuống ghế sofa. Anh cảm thấy nếu nói thẳng ra, anh không thích cô làm thêm thì có phần bất lịch sự, vì thế anh dựa vào hợp đồng ra điều kiện. Tôi cảm thấy chúng ta thi thoảng gặp nhau vẫn chưa đủ, công chúng còn nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta. Chính vì vậy, tôi mong cô vào làm việc công ty tôi, như vậy không ai dị nghị có thể cho Châu Hoa nhìn thấy chúng ta thân thiết Cô ổ lên một tiếng Ý anh muốn chúng ta thể hiện ân ái cả ngày Để Châu Hoa ghen tức hả à? Quả thực là sự trả thù tàn nhẫn thật Anh ho một tiếng Xem như vậy đi Ngọc nhớ đến chuyện mà anh kể Đối với Châu Hoa không có chút hào cảm nào hết Trần đời này cô ghét nhất những kẻ ngoại tình Vì thế đối với sự trả thù này Cô phần nào hiểu được Theo sắp xếp của Kiệt Trợ lý cho cô chức vụ trong công ty Thậm chí Ngọc được trả lương khi đến làm việc Ngày đầu tiên đến chỗ làm Người trong công ty bàn tán về cô Họ biết cô chính là vị hôn thê của Châu Tổng Vì thế bắt đầu tìm cách lấy lòng cô Mà cô đối nhân xử thế không tệ Vừa vào đã cùng mọi người trong phòng ban trò chuyện vui vẻ Tin tức nhanh chóng lan ra cả công ty Tại phòng marketing Mọi người bàn tán về chuyện này Cậu biết gì không Vị hôn thê Châu Tổng đến đây làm việc đấy Gì? Trời đất ơi, chuyện này chắc hay lắm nhỉ để hôn thê mới cùng hôn thê cũ ở trong một tòa nhà Châu Tổng đáng sợ thật đấy Tôi rất muốn nhìn thấy gương mặt của Châu Hoa khi biết chuyện này Một nữ nhân viên to giọng nói Hoa tính tình không tốt Nhân viên làm cùng với cô chả ưa được tính cách cô ta Mọi người cười vui vẻ bỗng im bặt Từ bên ngoài cửa Châu Hoa kiêu ngạo bước vào Người nhân viên ban nãy cười nhạo cô ta Rồi khép nép đi đến chào hỏi Chào buổi sáng trưởng phòng ạ hoa ánh mắt sắc bén lướt qua đám người giọng nói lanh lảnh vang lên ba nãy các người cười đùa gì thế sao tôi đến thì lại im bặt mồ hôi trên trán nhân viên chảy xuống cô liếc mắt nhìn quanh ai nấy cúi đầu làm bộ như điếc hoa chỉ vào người cô ta hỏi nói đi chứ cô nhân viên sợ hãi đành nói ra chuyện ngọc đến công ty làm việc vừa dứt lời thấy mặt hoa biến sắc cô ta tức tối qua người muốn đến chất vấn kiệt lý do vì sao dám đưa ngọc đến đây không chờ cô ta tới phòng kiệt Phía trước hai người họ đi đến đối diện cô ta Kiệt tay ôm eo Ngọc mỉm cười Diễn ra màn ân ái tình cảm cho Hoa xem Quả nhiên Hoa tức đỏ bừng mặt Cô ta đi đến trước mặt hai người Chỗ công ty Xanh cùng cô ta ôm ấp như thế Kiệt nhếch mép cười đáp Đâu phải công ty của cô đâu Đừng xen vào chuyện người khác Dứt lời lướt qua cô ta Để lại Hoa dậm chân không biết xả cơn tức ở đâu Hoa chạy đến nhà vệ sinh chửi bới Càng nghĩ đến người khác ở bên cạnh Kiệt Chỗ vốn dĩ là của mình Thì cô ta càng thêm tức điên Cô ta nắm tay đến mức móng tay đâm vào da thịt Âm thầm nghĩ cách cướp lại anh về tay mình Kiệt trước mặt Hoa cùng với Ngọc làm hành động thân mật Tuy nhiên là hành động không vượt quá giới hạn Ngọc nhìn ra chứ Người đàn ông trông có vẻ nghiêm túc, thật ra tinh tế Đều biết cách làm cho cô thoải mái Trong lòng cô nghĩ Hoa quả là có mà không biết giữ Người đàn ông thế này khó tìm biết mấy sau vài ngày đi làm, công ty tổ chức họp triển khai công việc sắp tới. Ngọc vốn không tham dự cuộc họp cấp cao như thế này, nhưng anh đặt cách cho cô tham gia. Hoa đến phòng họp, thấy Ngọc rót nước thì nhíu mày đi đến gây chuyện. Sao cô có mặt ở đây? Nhân viên tôm tép như cô không được đến phòng họp này cơ mà. Ngọc đối với sự việc gây sự vô cớ của Hoa chỉ mặc kệ cô ta. Thấy mình nói chuyện đối phương làm lơ, lòng tự trọng của Hoa bị tổn thương. Cô ta kéo tay Ngọc quát. Cô điếc à? Tôi hỏi cô đấy. Không ngờ kéo mạnh quá Cà phê nóng trên tay tràn ra Làm Ngọc bị bỏng Đúng lúc này kia cô mọi người nhìn thấy cảnh này Anh vội đi đến nhìn tay Ngọc Sau đó đưa cô vào phòng bếp Ngay cạnh phòng họp ngâm nước lạnh Hoa đen mặt chạy theo giải thích kia à, cái này em không cố ý Anh lạnh lùng nhìn cô ta Ở chỗ làm mong cô không vì việc riêng mà trả thù tư Nếu không đừng có trách tôi Biết bản thân đuổi lý Hoa chỉ đành dậm chân ấm ức đi ra ngoài May xử lý kịp thời Tay Ngọc không làm sao Kiệt băng bó cho cô rồi bước ra ngoài triển khai cuộc họp. Ngọc đi theo sau ngồi vào chỗ của mình. Cô không thực sự chú tâm đến kế hoạch cho lắm, nghe cái hiểu cái không. Có điều ánh mắt thì không rời khỏi anh. Người đàn ông đứng trên bục phong thái tự tin trình bày kế hoạch sắp tới, rồi lại nhìn vết thương được băng bó trên tay. Thoáng chốc cô cảm thấy rung động nhỉ nhẹ. Ngọc vội lắc nhẹ đầu đá văng ký nghĩ vớ vẩn này ra. Sao người đàn ông thành đạt giàu có như anh để mắt kẻ xuất thân thấp kém như mình? Anh đối tốt với cô chỉ muốn trả thù người yêu cũ Cô không nên coi những hành động đó là thật tâm với mình Trong lúc cô suy nghĩ vẩn vơ Kiệt bên này nói Trong chuyến công tác sắp tới Sẽ có sự thay đổi Mọi người đọc trong tài liệu mà tôi đưa nhé Hòa nghe vậy mở tài liệu nhìn Rồi kinh ngạc nắm tờ giấy Thế này là sao Bố dĩ công tác cô ta đi cùng Kiệt Bây giờ đối tượng lại thành Ngọc đi cùng Cô ta không chấp nhận chuyện này Mấy hôm nay Kiệt né tránh cô ta Hoa đã định lợi dụng lần đi công tác cùng nhau để nối lại tình xưa với anh. Giờ hay rồi, cô ta không được đi cùng thì cơ hội đâu mà trao dồi tình cảm. Hoa đóng tài liệu đứng lên phản đối. Tôi phản đối. Cô Ngọc mới chỉ vào công ty vài ngày, sao đủ trình độ cùng kinh nghiệm đi công tác được. Kiến biết ngay Hoa phản đối chuyện này vì thế bình tĩnh đáp. Chuyện này được quyết định rồi, cứ thế mà làm. Nói xong anh kết thúc cuộc họp, mọi người đảo mắt nhìn nhau, Hiểu ngầm đây là châu tổng muốn chọc tức viên tiểu thư mà Hòa nghe vậy Chỉ đành tức tối bước ra khỏi phòng họp Ngọc chờ đến khi chỉ còn mình và anh thì lên tiếng Châu tổng à Đúng là việc đi công tác này tôi không có kinh nghiệm gì Tôi chỉ sợ làm vướng tay vướng chân anh ấy Hay để người khác thay thế Cô yên tâm đi không khó đâu Có tôi ở đây Mọi chuyện cứ để tôi giải quyết Anh nói thế rồi Cô không tiện từ chối Chỉ đành gật đầu đồng ý cô trở về nhà chuẩn bị đồ trong lòng thực ra có phần phấn khởi cô chưa từng rời khỏi thành phố này bao giờ lần này coi như đến nơi khác mở mang tầm mắt ngày công tác cô đi cùng kiệt đến nơi để máy bay tư nhân của anh quả là người cốt tiền nhở sân bay tư nhân rộng bằng sân vận động cô ngạc nhiên vậy là chuyến du lịch miễn phí à quả nhiên là ở cùng người cốt tiền máy bay chuẩn bị sẵn sàng lần đầu đi máy bay cô hồi hộp lắm cô đi theo anh lên máy bay Bên trong máy bay tư nhân như là phòng khách sang trọng, tiếp viên hướng dẫn cho cô chỗ ngồi. Ngọc như đứa trẻ nhìn ngắm khắp nơi. Lúc này anh đi xuống ngồi đối diện cô, tiếp viên đi tới đưa cho bọn họ đồ uống. Cô từ chối, nhìn sang đối diện thấy anh cầm ly rượu vang, sau đó mở máy tính tiếp tục làm việc. Máy bay bắt đầu cất cánh, cô nắm chặt tay vị nhìn ra cửa sổ, cảnh vật dần dần thay đổi biến thành bầu trời xanh thẳm. Đi chuyến này cũng phải 3 tiếng Cô nhàm chán không biết phải làm gì mà nhìn quanh Kia dù làm việc nhưng vẫn để ý cô Thế cô nhàm chán thì nói Nếu chán thì cô xem phim đi Anh kéo ra đỡ ra Đưa cho cô máy tính bảng cùng tai nghe Cô cảm ơn Rồi bật máy tính bảng coi phim nào hay hay Xem vài phút buồn ngủ quá rồi tiếp đi Lô Ngọc mơ màng Tiếng động cơ vang lên làm cô bở bừng mắt Chỉ thấy xung quanh tối hơn ban nãy Máy bay không ngừng rung lắc kẻ đóng máy tính nhìn ra hướng cửa sổ. Ngọc có phần hoảng hốt. Có chuyện gì thế? Chúng ta đi qua vùng có bão. yên tâm đi, bão không to lắm đâu. ờ à, vâng, tôi không sao. cô nghe có bão mặt trắng bệch. ai ngờ lần đầu đi máy bay lại gặp bão đâu. cô cố giả bộ bình tĩnh đáp lại anh rồi ngồi nhắm mắt. ai ngờ máy bay đột ngột hạ độ cao làm cô hoảng sợ, bấu chặt lấy tay vị của ghế. Kìa quay đầu nhìn ngón tay cô bấu vào cái vị đến trắng bệch, dường như hiểu trong lòng cô sợ. cô chỉ tỏ ra mình ổn. Có lẽ không muốn để người khác lo lắng cho mình Anh vươn tay nắm tay cô Muốn dùng hành động này trấn an cô Dường như đang chết đuối Vớ được cọng dơm cứu mạng Cô nắm chặt tay anh Bàn tay vì sợ mà mồ hôi cũng chảy ra Anh không ngại bẩn nằm lấy bàn tay mướt mồ hôi Ngón tay xoa xoa lòng bàn tay cô Hành động này làm cô an tâm hơn Cô hé mắt nhìn Rồi nghe chất giọng trầm ấm của người đàn ông Mọi chuyện qua nhanh thôi, đừng lo Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay anh Truyền qua tay mình cô cảm thấy máu trong người nóng lên cô liếc mắt nhìn sang bên khác dường như trong khoảnh khắc đó cô quên đi nỗi sợ thay vào đó một thứ tình cảm không tên dầm sân lấn đầu óc cô cô có chút hoảng tự nhủ thầm với lòng không nên thích một người như vậy anh quá xa so với tầm với của cô anh là người trên đỉnh kim tự tháp có cô là kẻ dưới đáy chẳng thể nào với tới nhau đâu cứ như vậy cô vì chuyện này quên đi nỗi sợ để khi cơn bão kết thúc cô cũng không nhận ra Hai người họ vẫn nắm tay nhau Mà Kiệt đối với chuyện này cũng không kinh ngạc Để khi máy bay hạ cánh Anh buông tay cô Chúng ta xuống thôi Vâng, anh xuống trước đi ạ Cô nói rồi nhìn phía tay được anh nắm thở dài một hơi Kiệt sát xếp phòng khách sạn cho hai người Ngọc gặp phòng đối diện với anh Đều là thuộc phòng hạng sang của khách sạn Có thang máy đi lên trên Ngọc vui vẻ không thôi Cô nằm trên giường lăn lộn qua lại Căn phòng này nó rộng gấp hai lần phòng chung cư nhà cô đang ở là lộ đủ rồi cô tò mò kiểm tra mọi thứ trong phòng nhìn bồn tắm nước nóng to đùng trước mặt xung quanh đủ các loại chai bằng tiếng nước ngoài cô nhìn vậy chứ thực ra biết một chút tiếng nước ngoài đây là cô học được khi làm nhân viên quét dọn trong trung tâm giáo dục cô cảm thấy cả người mình khó chịu dù sao đi ba tiếng đồng hồ trên máy bay quần áo đã bẩn lại còn ám mùi cô nghĩ đến chắc tối mới phải đi ăn nên chuẩn bị đồ để tắm hơi nóng từ bồn bốc ra Cô cởi đồ nằm vào trong bồn tắm ngâm mình Quả là thư giãn tột độ Cảm giác từng lỗ chân lông được giãn nở Thoải mái quá cô nhắm mắt hưởng thụ là nước ấm Có điều chưa kịp để cô ngâm đủ Bên ngoài có tiếng gõ cửa Rồi tiếng mở cửa vang lên Cùng tiếng mở là tiếng thắc mắc của người đàn ông Cô có đây không đấy Nhưng cửa không khóa Chẳng nhẽ cô đi đâu quên khóa cửa Nghe tiếng người đàn ông ở phòng khách cô hoảng hốt Cô gõ đầu tự mắng Thôi chết rồi Sao lại quên khóa cửa Nhẹ ra cửa phòng tắm cô chưa đóng Cô vội đứng dậy cầm khăn cuốn quanh Rồi chạy đến đóng cửa phòng tắm Mới chạy vừa nói vọng Chờ tôi lát tôi lên ra Cô mãi chạy không để ý sàn nhà trơn trượt Lập tức ngã một cái ê ẩm cả người Nghe tiếng ngã thất thanh của cô Anh sợ cô xảy ra chuyện liền đi vào trong kiểm tra Có chuyện gì thế cô không sao chứ hả Cô không muốn bị anh thấy bản thân trong tình huống xấu hổ thế này Tiếc là muộn quá Còn chưa kịp đứng lên thì anh chạy thẳng vào trong Cô ngượng ngùng hét ầm một tiếng Cả người cô cuốn cái khăn tắm che chắn dài quá đùi một tí Muốn đứng lên lại bị trượt ngã một phát nữa Lúc đầu nhìn tình cảnh này của cô kia không hề tỏ ra thái độ nào khác Anh tiến đến nói Tôi đỡ cô dậy Đằng nào lúc xấu hổ nhất cô bị anh nhìn thấy Cô không từ chối mà nhận sự giúp đỡ của anh Anh tiến đến đỡ cô Rồi quay người đi ra ngoài Cô thay đồ đi tôi đứng ở ngoài chờ Cả quá trình anh không đỏ mặt Tim không đập mạnh chỉ cần nhìn cũng hiểu anh không có ý đồ xấu Ngay cả chút dung cảm cũng không có Quả như là chính nhân quân tử Cô thầm nghĩ Rồi tình cảnh vừa rồi hiện ra lần nữa Cô ôm quân mặt đỏ bừng của mình Hận không có cái lỗ mà chui xuống Nhìn xấu hổ thì phải gác lại Cô cầm quần áo trên giá Nhanh chóng thay đồ rồi đi ra Trong phòng anh quay lưng phía nhà tắm bấm bấm điện thoại Nhìn bóng lưng rộng lớn của anh Cô ngại ngùng lên tiếng Tôi tôi thay đồ xong rồi Kiệt bây giờ quay người anh chỉ ra phía cửa Cô không nên để cửa về đâu May là tôi tới chứ không phải ai khác à, Tôi quên ấy, đúng là đáng trí thật Cô cười ngốc ngách đưa tay gõ gõ đầu đổi chủ đề Thực sự không muốn nói về tình huống ban nãy À đúng rồi, anh gọi tôi có gì không Tôi muốn nhắc nhở bên đối tác đổi cuộc gặp mặt sang 8 giờ sáng Cô nhớ dậy đúng giờ nhé Cái này không phải nhắn qua điện thoại là được à Cô hỏi xong thấy không khí có chút gự gạo Kiệt cũng cảm thấy bản thân mình chúng tà ư rõ ràng chuyện còn con sao phải sang tận đây trước giờ anh đâu phải kiểu người đến tận nơi thông báo đâu nhỉ đối với chuyện này anh cũng không nghĩ ra lý do cho bản thân anh này chữa cháy nó với cô đúng rồi bây giờ khách sạn có đồ bếp nấu món bít tết ngon lắm đấy mua xuống ăn tối luôn không cô cũng ném luyên chuyện ban nãy sau đầu ok để tôi lấy ví rồi đi cùng không cần đâu tôi mời cô dứt lời anh đi tới mở cửa phòng cô nhìn anh nói thế rồi cũng không tiện từ chối mà đi ra ngoài hai người cù xuống lầu bên trong phòng ăn của khách sạn lác đác vài người đang ngồi anh chọn chỗ gần cửa sổ kính từ đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố nhân viên đưa menu đến kiệt lướt xe một lượt rồi hỏi ngọc cô muốn ăn gì bít tết anh nói nó rất ngon mà ngọc chọn món như anh gợi ý thấy vậy kiệt cũng gọi một phần bít tết cùng rượu vang trắng uống kèm nhân viên nhận menu rồi rời đi bầu không khí giữa hai người trở nên yên nắng Giữa hai người không biết có điểm chung gì để trò chuyện Một dĩ bọn họ ở cùng nhau Cũng chỉ là vì Kiệt muốn trả thù hoa Ngọc nghịch nghịch dao nĩa ở trên đĩa Cảm thấy nhàm chán quá Cô lén nhìn anh Chỉ thấy anh đang xem máy tính bảng Người này chỗ nào cũng có thể làm việc Quả là kẻ cuồng si Ngọc thầm nghĩ Lúc này tay cô vô tình chạm khai để nước sốt bên cạnh Khiến nó rơi xuống đất Nước sốt trong khay bắn sang chân người đồi đối diện Bố hốt hoảng, chẳng chú ý hình tượng mà theo bản năng cầm khăn tiến tới. tôi chết rồi, tôi xin lỗi, tôi đúng là vô ý quá, để tôi lau giày cho cô. Cô gái kia vội đáp. Không 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 không, không sao đâu, đằng nào tôi cũng định bỏ đi đôi giày cũ mà. Ngọc là người sống trong nghèo khổ, cảm thấy đôi giày này có thể xài tốt chán, bỏ đi thì đúng là phí phạm. Nhưng đây là thế giới thượng lưu, suy nghĩ của họ chẳng giống mình, một đôi giày chẳng đáng là bao đối với họ. Kiệt mãi làm việc không chú ý chuyện vừa rồi Lúc anh ngẩng đầu lên không thấy Ngọc đâu thì quay sang tìm kiếm Anh thấy cô cúi đầu xin lỗi cô gái khác thì tiến đến hỏi Xảy ra chuyện gì thế? Ngọc thấy anh thì giải thích chuyện bàn nãy Không ngờ cô gái kia kêu một tiếng Anh là Châu Trấn Kiệt, tổng giám đốc tập đoàn Châu Thị đúng không? Ừ, cô là... À, tôi là Ali, trợ lý của Ngài Ly Ngài Ly chính là vị đối tác hai người sắp gặp mặt cô gái ali kia cũng rất thân thiện mời bọn họ cùng ngồi ăn với mình kiệt định từ chối nhưng ngọc vui vẻ đồng ý nếu bình thường em khó chịu với những kẻ ra quyết định thay mình nhưng lần này anh chiều theo ý của ngọc ngồi xuống hai cô gái cười nói vui vẻ với nhau kiệt ngồi bên cạnh thỉnh thoảng cũng góp vui vài câu vừa ăn anh nhìn phía ngọc phải nói là cô gái này tỏa ra nguồn năng lượng rất tích cực rất thân thiện chỉ cần vài câu làm thân với cô gái trước mặt Anh đúng là quả thực đánh giá cô thấp rồi Ngày ký hợp đồng Anh từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Trợ lý độ xe dưới khách sạn Nhìn hai người họ đi xuống thì mở cửa xe Trong xe Cái ti thoảng gõ ngón tay trên đùi Ngọc nhìn ra anh đang lo lắng cho cuộc họp sắp tới Không hiểu người thế nào Khiến cho anh cảm thấy áp lực nhỉ Cô bất giác áp lực theo anh khiến cho Kiệt phải xuất trận đi đàm phán chắc chắn cũng không phải kẻ tầm thường. Chủ sở công ty này là tòa nhà cao nhất trong thành phố và nhìn khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Ngọc nhớ lại lời miêu tả qua loa của cô trợ lý Ali hôm qua. Vị giám đốc Ly này so với Kiệt khó tính hơn gấp nhiều lần. Nếu trong quá trình đàm phán, ông ta chỉ khãi nhíu mày, bọn họ xác định mất đi hợp đồng trăm tỷ. Tính tình khó đoán như vậy Bảo sao Kiệt không căng thẳng đây Bọn họ đi đến thang máy phòng họp Mà bên kia chuẩn bị sẵn Ngọc đưa mắt nhìn những nhân vật cấp cao ở trong Ba người Có cả cô trợ lý Ali Ngồi giữa là người đàn ông độ 50 Mày rậm mặt vuông Cũng chính là vị giám đốc Ly Thấy người phía đối tác đến Ông ta đứng dậy giơ tay bắt tay với Kiệt Sau đó mời anh ngồi xuống Trợ lý mở tài liệu đưa cho Kiệt Cả hai bên bắt đầu đàm phán dự án đang định hợp tác sắp tới. Ngọc đối với những câu chuyện từ chuyên môn này thì chả hiểu tí ti. Có điều qua sắc mặt của Kiệt có thể thấy đàm phán khó lòng thành công. Ba tiếng trôi qua rồi, hai bên rằng co vấn đề quyền lợi. Mà vị giám đốc kia nhất quyết không chịu tăng tiền đầu tư đối với dự án của họ, làm Kiệt bắt đầu đổ mồ hôi. Đúng lúc này, Ngọc chú ý giám đốc Ly đưa tay xoa xoa bụng. Cô nghĩ trong đầu rồi đánh bạo hỏi hay chúng ta tới nhà hàng gần đây ăn rồi tiếp tục đàm phán sau kiệt nghe cô nói thế ánh mắt khó hiểu nhìn cô như chất vấn cô làm cái gì vậy không ngờ đến vị giám đốc kia đóng tài liệu kiệt đưa tay ra mồ hôi chẳng sợ giám đốc ly tức giận nói gì đó thì nghe giám đốc ly lên tiếng ừm vậy cũng được ngọc không ngờ bản thân đánh cược thế mà đúng cô quay sang mỉm cười với kiệt mà lúc này kiệt bị bất ngờ trước thái độ của giám đốc ly anh thầm nhìn phía ngọc mở miệng hỏi sao cô đoán giám đốc ly đang đói thì quan sát một chút tôi thấy thế sau đó cô ghé vào tai kiệt nói nhỏ vài câu anh nghe xong tình ngờ vực nhìn cô ngọc rơi ngón cái tỏ vẻ là nhất định sẽ thành công thấy vậy kiệt có phần dao động thử làm theo đến chỗ giám đốc ly nói chuyện ngọc cùng trợ lý đi phía sau cùng chỉ thấy kiệt cùng giám đốc ly nói gì đó rồi vị giám đốc vỗ vai anh với thái độ niềm nở Ali đứng trên kinh ngạc quay sang phía Ngọc Ngay cả trợ lý nhị không được hỏi cô Này cô nói gì xoay chuyển được tình thế thế Ngọc mỉm cười Có gì đâu Cái này để ý kỹ một chút sẽ ra thôi mà Cô bỏ lại một câu thần thần bí bí Trợ lý về mặt ngơ ra đi theo bọn họ Cuộc đàm phán sau đó thuận lợi ký kết Thậm chí giám đốc Ly dẫn Kiệt đi đến một số nơi thăm thú Ali đi theo ông ta bao lâu Chưa từng thấy có người nào dễ dàng làm bạn với giám đốc Ly như vậy một ngày làm việc thành công hơn mong đợi. Kiệt đối với chuyện hôm nay càng thêm có cái nhìn khác về Ngọc. Chạy xe về nhà, anh nhị không được hỏi làm sao cô biết giám đốc Ly thích nhà hàng đó. Ngọc cũng không giấu diếm nói ra thứ mình biết. Trước đây cô từng làm nhân viên khách sạn dọn dẹp nhà cửa, đều là những công việc cần chú ý tỉ mỉ đến yêu cầu của khách hàng. Vì thế cô nhận ra giám đốc Ly làm hành động xoa dạ dày. Những người có vấn đề về dạ dày Nếu không ăn uống đúng giờ Dễ khiến dạ dày bị đau Anh gật gù Chính vì thế cô mạnh dạn muốn nói là đi ăn Tôi chỉ đánh cược Giờ nghĩ lại lúc đó đúng là sốc nổi thật Nhớ tôi suy đoán nhầm Có phải hại anh rồi đúng không Ừ nhưng cô lại không nhầm Vậy chuyện cô muốn tôi đưa giám đốc Ly đến nhà hàng đó là sao Thì thực ra chuyện này nhờ trợ lý Ali giúp tôi thôi Cô ấy nói cho cô à tôi nhìn cô ấy dường như cô ấy cũng không biết giám đốc thích nhà hàng đó mà ngọc bật cười nhớ cô ấy kể qua về giám đốc ấy chứ ngọc nghe ali kể qua về giám đốc ly nghe nói quê của ông ta ông ta rời đất nước để đây làm ăn bây giờ thì hiếm khi trở về quê ali kể vài chi tiết giám đốc ly ngọc nghe qua nhận ra người đàn ông này lòng tự trọng thấp nhưng cái tôi thì cao ông giấu diếm xuất thân nghèo khó của mình tự cho bản thân là cao sang vì thế lần này tôi suy đoán tiếp Ở thành phố có món ăn nổi tiếng của những người dân nghèo Trùng hợp là ở đây có nhà hàng nấu món đặc trưng của thành phố đó Tôi chỉ nghĩ có lẽ xa quê Là đốc ly muốn ăn hương vị quen thuộc Nhưng ông ta lại kiêu ngạo Sẽ không tự mình nói bản thân muốn ăn món đó Anh nghe đến đây hiểu ra Cho nên cô bảo tôi muốn ăn ở nhà hàng đó Coi như bắt cái thang trông ta lao xuống à Vậy nên ông ta bỗng dưng trở nên vui vẻ Đưa anh đi tham quan thành phố ừ chính là thế đấy ngọc chốt hạ câu chuyện mà anh mắt kiệt theo đó biến hóa cô gái trước mặt nay quả thực giỏi hơn anh nghĩ chỉ vài câu trò chuyện khiến thư ký ali nói ra chuyện vặt vãnh của sếp mình không chỉ thế đọc vị gián tiếp giám đốc ly dù anh ký kết hợp đồng thành công cô không vì thế mà kêu Chỉ nhẹ nhàng nói chuyện này cũng nhờ may mắn tôi rất vui khi đoán đúng không để bị anh mất mặt kiệt nghiên ngẫm một hồi hỏi ngọc cô thông minh cái này tôi không đùa giỡn đâu Nhưng vì sao không học đại học mà lại làm việc tay chân thế Lần đầu tiên anh muốn tìm hiểu sâu về một người Mà người này lại chỉ là cô gái nghèo anh quen vài tuần Ngọc đối với câu này của anh có biết nói sao Cô cúi đầu đáp Gia đình tôi không có điều kiện để tôi tiếp tục vào học đại học Nói đến đây cô ngừng lại rồi ngừng đầu Nhưng dù sao tôi cũng học hành hết cấp 3 Như thế là nhiều hơn nhiều người lắm rồi đấy Cô nói rồi nhuền miệng nở nụ cười nụ cười nhẹ lướt qua như gió mùa xuân làm cho kiệt thất thần dù cuộc sống khó khăn nhưng người con gái này không hề oán thán số phận luôn nhìn phía trước với tinh thần tích cực quả thực khiến anh có phần khâm phục nghị lực của cô kiệt đã tính ký hợp đồng xong thì sẽ trở về không ngờ cơn bão bất chợt ập tới làm kế hoạch anh bị hủy bỏ nhìn mưa rào ngoài cửa sổ khách sạn anh chỉ có thể rời lịch sang ngày khác một ngày lại đây chẳng có việc gì để làm anh nhìn thành phố chìm trong mưa bão, bất giác cảm thấy cô quạnh. Điện thoại lại reo lên liên hồi rồi tự tắt. Màn hình sáng lên toàn là tin nhắn của cuộc gọi nhỡ của Hoa. Cô ta quả thử gấp để phát khóc, cứ ngỡ kiệt chế nhất thời hồ đồ làm ra hành động trả thù mình. Nhưng càng ngày cô ta càng cảm thấy anh rời xa cô ta. Châu Hoa tự nhủ chắc chắn còn cơ hội, bởi vì anh chưa chặn số điện thoại của mình. Trai ngày muốn xem hành động dạo gần đây của mình xem mình quan lại với tên văn kia không hoa lẩm bẩm trong lòng tại nơi làm việc đầu óc không tập trung nổi mà lúc này kia nghiêng đầu nhìn điện thoại có phần suy tư sau đó anh cầm lấy điện thoại nhắn tin chưa đến 3 phút sau bạch ngọc gõ cửa đi vào anh nhắn tôi tới đây có chuyện gì thế kia cầm điện thoại của mình ném cho cô trả lời cô ta đi ngọc vội giơ tay bắt lấy sau khi thấy châu hoa liền hiểu ra là anh muốn làm gì Người này đúng là tàn ác Có điều cũng tại cô ta chọc tức anh trước Nên mới nhận kết quả này Cô cầm điện thoại nghe máy Bên kia lập tức vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của Châu Hoa Kê đà Cuối cùng chịu nghe máy của em Anh phải cho em giải thích đã chứ Thực ra mọi thứ trong video Đều là văn tính kế em Hoa không đợi được nó một chàng kể lệ bản thân vô tội Ngọc thấy vậy cắt ngang Cô gọi điện cho vị hôn phu của tôi làm gì thế Giọng nói Ngọc làm Châu Hoa im bặt không nói nên lời. Sau một giây bàng hoàng, cô ta lên giọng. "Là cô, kể đâu rồi? Sao cô dám cầm điện thoại của anh ấy?" <laughs> "Kể là chồng sắp cưới của tôi, cô nghĩ vì sao tôi cầm điện thoại của anh ấy nào?" "Các người!" Lời nói mập mờ của Ngọc làm cho Hoa tức điên, nghĩ đến kiệt của người đàn bà khác ở chung một chỗ, cả người Châu Hoa chua lè mùi giấm. Cô ta đập mạnh xuống bàn, làm các nhân viên xung quanh nghe thấy tiếng. Sau đấy gàn giọng Đừng có đùa tôi Làm sao Kiệt có thể ở với một kẻ hèn kém như cô được Tin hay không tùy cô Bây giờ chúng tôi có việc Mong cô đừng làm phiền chồng sắp cưới của tôi Mỗi lần Ngọc nói ba chữ chồng sắp cưới Châu Hoa cay cú Cô ta chưa kịp mắng chửi Bạch Ngọc cúp máy Cô nhìn điện thoại rồi đưa cho Kiệt Của anh Chắc chắn cô ấy không gọi tiếp nữa đâu Kiệt nhận lại điện thoại Bây giờ lại cảm thấy trống rỗng trong lòng dù anh che giấu rất kỹ vẫn bị ngọc nhìn ra cô không muốn thấy người này chỉ suốt ngày nghĩ đến cô bạn gái phản bội mình liền đề nghị tôi thấy cả ngày trong phòng cũng chán hay chúng ta đi đâu đó giải khuây giết thời gian mưa bão như vậy có thể đi chỗ nào được dịch vụ khách sạn không tồi anh nên thư giãn đi đừng suốt ngày ủ rột như thế chứ ngọc nói xong đưa thẻ cho anh tôi hỏi lễ tân rồi đấy anh thử trải nghiệm cảm giác thư giãn một lần nhìn cái cơ mặt anh kìa anh nghe cô nói bất giác đưa tay sờ sờ mặt mà tôi làm sao nhìn căng thẳng trả trách nhân viên lại sợ anh không để anh phản bác cô đẩy anh ra ngoài cửa nói anh đấy nên dành thời gian cho bản thân tôi đi 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 anh chậm rãi bước đi không nhận ra bản thân lần nữa bị ngọc lôi kéo làm chuyện trước giờ chưa từng làm có lẽ bởi tính cách nhiệt tình của cô truyền năng lượng tích cực cho người xung quanh làm cho họ có cảm giác phấn chấn hơn hẳn Khách sạn có một spa dành cho những khách hàng VIP Kiệt mới đầu còn thấy kỳ quái không muốn thử Cuối cùng vẫn bị cô đánh bại đi vào phòng massage Trải qua liệu trình một ngày đây Quả nhiên cả người khoan khoái hơn hẳn Cơ trên người cũng được thả lỏng Tâm trạng theo đó tốt lên Kiệt nghĩ thầm Sao trước đây không thử mấy thứ này sớm hơn nhỉ Vừa từ phòng tắm sông hơi ra Cả người anh quấn chiếc khăn tắm Anh dù khăn lo mặt đi ra bên ngoài Thấy Ngọc đang ngồi ghế chờ mà ngủ gật Khi đi tới lai like cô Ngọc chớp chớp mắt ngáp một cái nghiêng đầu nhìn Đợi vào mắt Cơ bụng sáu múi của nam nhân gần sát trước mặt cô Ngọc đỏ bừng mặt cúi đầu lắp bắp Anh... anh xong rồi à? Kia không hề để ý hành động kỳ lạ của cô chị hỏi Sao cô ngồi chỗ này? Tôi nhớ đưa cho cô thẻ đi spa rồi mà Cái đó... Ngọc cười gượng Bà nãy cô cầm thẻ đi bán lại thành tiền mặt Cô cảm thấy bản thân cần gì spa Tiền đó gửi về cho anh trai trả nợ vẫn hơn. Nhưng không thể nói cho anh biết được. Thế là cô đành nói dối. Hì, tôi làm xong rồi mà. Xong rồi á? Nhanh vậy hả? À? Ừ, chúng ta đi ăn đi. Bụng tôi déo nãy rồi. Được rồi, để tôi đi thay đồ đã. Nhìn anh đi khuất, cô thở dài ngồi xuống ghế lẩm bẩm. Cần gì dấu dấu diêm diếm chuyện đó. Cứ là chính mình là được mà. Ngọc không hiểu bản thân tại sao tự ti mỗi lần đứng trước Kiệt đó vốn không phải con người cô. Không nghĩ nữa Chỉ cần làm xong việc mình thì có thể lấy tiền về rồi Cuối cùng cô ném suy nghĩ linh tinh ra sau đầu không nghĩ ngợi Chỉ cần làm tốt việc đóng giả thành hôn thê của anh là được Sau cuộc gọi Hòa ấm ức không thôi Nghĩ đến kiệt của người phụ nữ khác lên giường khiến cô ta tức điên Tại sao khi đó cô ta ngu ngốc nghe theo lời của Văn Tên chết tiệt đó Dám đâm sau lưng mình quay lén video Mà nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo xuất hiện và lâu ngày mất tâm rồi gọi điện đến cho cô ta. hoa liếc mắt hừ một tiếng không muốn nhận nhưng văn mặt dày nhắn tin tôi cần cô giúp. hoa lẩm bẩm gì chứ đi mà tự giải quyết chuyện bản thân. cô ta có phải rất đầu mẻ chán dành lại tình cảm của kiệt không dành để giúp đỡ kẻ khác. y ra cô ta nể tình bạn giường mà tha cho văn một mạng Gã ta để cảm ơn cô mới phải. hoa nhìn ảnh mình và kiệt trong khung ảnh vuốt ve. Em biết anh chỉ giận dỗi em thôi, em nhất định giành lại anh từ tay cô ta. Những ngày câu tác kết thúc, Ngọc trở lại với căn chung cư của bản thân, nhưng cô không ngờ đến, khi bản thân mình bước xuống xe taxi thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Trước mắt cô cảnh tượng hoang tàn, tòa nhà chung cư bị cháy xém, mọi người xung quanh vẻ mặt khổ sở, cố gắng tìm kiếm đống đồ đạc của mình. Ngọc hốt hoảng chạy lên tầng nhà mình bằng cầu thang bộ chỉ đấy xung quanh tường biến thành màu đen vì ám khói cô thấy cánh cửa gỗ của nhà mình bị thiêu đấy không còn gì bên trong chả còn bao nhiêu đồ đạc nguyên vẹn tim ngọc như là treo lên tiền tài sản của cô giờ chỉ còn đống đổ nát cô hoảng sợ đi đến phòng ngủ bên trong có mùi khói làm cô ta ho sặc sụa tủ quần áo nhiễm khói đen đặc tay ngọc run run mở cửa tủ ra nhìn bên trong cháy đen thui nước mắt cô kìm không được rơi xuống Tài sản của cô tích có bao năm Cuối cùng theo đám cháy tiêu tan Đừng lúc Ngọc ngồi khóc Lan từ phía sau chạy đến Nghe tiếng Ngọc nước mắt nước mũi đầm đìa quay lại Lan ơi đồ đạc Đồ đạc cháy sạch rồi Lan thở dài kéo Ngọc lên cầm túi rúi rúi vào tay Ngọc đi đi nín đi May mà tôi xong việc về nhà sớm đấy Đang xem tivi nghe tiếng mọi người la lên Tôi vơ hết đồ đạc giá trị vào túi rồi Ngọc thút thít mở ra nhìn Mẹ mắn sao đồ đạc quý giá đều còn cô khóc nấc ôm lấy Lan cảm ơn chị cảm ơn chị Lan vỗ một tiếng trần an cô sau khi khóc đủ cả hai nhìn đống đổ nát trước mắt rồi liếc nhìn nhau Lan lên tiếng nhìn tình hình này có vẻ phải thuê nhà khác rồi có biết kiếm đâu ra một nơi vừa rẻ vừa gần trung tâm thành phố thế này đâu Lan gãi đầu thực ra tôi đến nhà bạn trai ở tạm Ngọc nghe vậy cũng hiểu đáp lại yên tâm đi tôi sẽ tìm chỗ để ở nhờ Miệng nói thế nhưng Ngọc chả biết đi đâu Cô ôm túi ngồi quán đồ ăn nhanh suy nghĩ Cuối cùng lấy điện thoại Này phải nhớ anh ấy vậy Kiệt nhìn Ngọc ngồi trong nhà mình Gương mặt trầm ngâm suy nghĩ Ngọc cúi đầu vạn bất đắc dĩ Cô nhờ đến anh giúp đỡ Biết khu nhà của Ngọc bị cháy Kiệt quả thực cũng chia buồn cùng cô Về chuyện cô nhờ giúp tìm nhà mới Anh suy nghĩ qua sau đó nói Dù sao tìm nhà thì cũng lâu Tôi thấy trong khoảng thời gian này Cô chuyển qua nhà tôi sống Coi như thuận tiện cho việc đóng giả tính nhân của chúng ta Sống, sống chung á Cô bất giác thốt lên rồi lắc lắc đầu Làm sao mà có thể chứ Dù sao cô chưa có người yêu bao giờ Bây giờ chuyển vào nhà người đàn ông như vậy quá là phóng đáng Nhà tôi rộng lắm Tôi cũng ít khi về nhà Chẳng phải như vậy rất thuận tiện Nhưng mà Cô biết Kiệt là chính nhân quân tử Khoảng thời gian tiếp xúc với anh cô có ấn tượng tốt Có điều sống cùng một nhà Đó là bước tiến lớn đấy Kiệt thấy cô trần trừ thì nói Vậy tôi tăng thêm tiền Thuê cô làm giúp việc toàn thời gian Bao ăn bao ở Vậy cô thấy sao đây Nghe chữ tiền mắt cô sáng lên Trong lòng có phần dao động Cô họ khụ một tiếng lắc đầu Tự nhủ bản thân đừng quá tham lam Sau đó lên tiếng đáp Thôi đã nhờ nhà anh Còn lấy tiền thì không phải phép Việc nhà tôi giúp anh Coi như là trả tiền nhà Anh gật đầu Vậy cũng được Để tôi dẫn cô đến phòng khách Anh đứng lên dẫn cô lên tầng ngọc đi theo sau anh đưa mắt nhìn quanh trước đây từng đến nơi này một lần nhưng bây giờ cô mới lên tầng trên này kiệt dừng chân trước một phòng sau đó mở cửa ra ngọc theo anh vào trong căn phòng rộng rãi chỉ là hơi bụi bặm tôi không có thời gian dọn dẹp nên cô dùng tạm vậy không sao đâu tôi có thể tự dọn được mấy cái này có khó khăn gì đâu ừ vậy cô tự nhiên dọn đồ vệ sinh đều ở phòng kho cuối hành lang tôi có việc bận xin phép đi trước Kiệt đi rồi, Ngọc sắn tay áo bắt tay dọn dẹp chỗ này. Một tiếng sau, mọi thứ được cô dọn sạch bóng. Ngọc ngồi phịch xuống giường nghỉ ngơi một lúc. Sau đó cô ngồi bật dậy như đồng hồ 5 giờ chiều. Chắc mình phải nấu gì đó cảm ơn anh ta giúp mình. Cô đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh. Bên trong ngược lại chẳng có gì ngoài đồ uống. Cả căn bếp đều mới cứng, chứng tỏ chủ nhân không hề đụng đến nó. Chẳng nhẽ anh ta từ trước đến nay toàn ra ngoài ăn à? nghĩ đến kiệt suốt ngày bán mạng cho công việc như vậy có lẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian mà nấu ăn ngọc lấy điện thoại đặt người mua hộ thực phẩm đến đây rất nhanh người giao hàng mang đồ đến ngọc kiểm tra đồ trả tiền rồi chạy vào nhà bắt đầu nấu nướng trong phòng làm việc kiệt mệt mỏi tháo kính xuống xoa xoa chán anh ngả người ra ghế nghỉ ngơi rồi bỗng mùi hương bay đến làm cho anh mở mắt bừng tỉnh anh đứng dậy đi xuống lầu chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của ngọc trong bếp thoát thoát làm việc từ món ngon mắt cô bày ra đĩa Nghe tiếng bước xuống cầu thang Cô ngừng đầu nhìn thấy Kiệt Anh xuống đúng lúc lắm Tôi nấu xong rồi anh đến ăn đi Kiệt đến gần nhìn Trên bàn bày vài món Món nào cũng được trang trí bắt mắt Ngọc lau tay rồi cầm bát đũa đi đến đưa cho anh Bây giờ tôi ở tạm đây Mấy cái việc nấu ăn cứ để tôi lo Anh không cần phải đi ăn ngoài nữa làm gì Vừa nói cô vừa xới cơm cho anh Kiệt nhận bát cơm ngay người Nhìn những món ăn trên bàn Bao lâu rồi chưa ăn cơm nhà Thế như rất lâu rồi Đến mức anh không nhớ nổi Trước đây Hoa từng đến nhà anh Nhưng cô là tiểu thư Mời ngón tay không nhúng nước Làm sao xuống bếp nấu ăn được Bọn họ hoặc đi nhà hàng Họ gọi người mang đồ ăn về nhà Ngay cả ngày bé Cha mẹ anh cũng bận rộn Họ đưa tiền cho anh muốn ăn gì thì ăn Chỉ có khi bà nội còn sống Anh được ăn cơm nhà Đến bây giờ nghĩ lại Cảm thấy thương hại bản thân quá ngọc ngồi đối diện anh thấy anh trầm tư không gắp đồ ăn thì nghĩ là anh sợ đồ cô nấu không ngon cô gắp miếng thịt xào khoai tây rồi nói yên tâm tôi từ bé nấu ăn cho mọi người trong nhà ai cũng khen tôi nấu ngon đấy kiệt bị tiếng nói của cô kéo về thực tại anh đưa mắt nhìn cô chỉ thấy gương mặt thanh tú mỉm cười đáp lại anh anh đưa đũa gắp miếng ăn thử kết quả bất ngờ mùi vị ngon hơn hẳn nhìn gương mặt kinh ngạc của anh cô bật cười gắp thêm đồ ăn vào bát tôi nói rồi nhìn ăn nhiều vào đấy Bỏ phí là uổng lắm đấy Anh đáp một tiếng ừ Sau đó tiếp tục ăn cơm Dù hai người trong bữa ăn không trao đổi gì Nhưng bầu không khí hòa hợp lạ thường Ăn xong Ngọc nói bản thân rửa bát Anh thấy vậy chỉ cô cách dùng máy rửa bát Cái nút nút khởi động này Đây là mức nước Cô ngồi quan sát Sau đó lẩm nhẩm đọc theo anh Gương mặt hai người cách nhau một gang tay Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn phía cô Nhìn tóc mai lòa xòa trên trán cô Sau đấy đứng lên Cô nhớ rồi chứ? Ừ, nhớ rồi. Vậy tôi lên nhà làm việc. Trong lúc đó, cô chỉ cần không làm ồn tới tôi là được rồi. Ngọc gật đầu, cả tối cũng không làm phiền đến anh. 11 giờ đêm, Kiệt làm xong việc, mệt mỏi đi ra ngoài định uống thứ gì. Chỉ thấy đèn bếp còn sáng. Ngọc đang ngồi nhìn máy rửa bát ghi nhờ mấy cái nút bấm. Kiệt đối với hành động của cô kinh ngạc. Nghe tiếng động cô quay lại, cô ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tôi đang nghiên cứu lại cái máy này, Giờ tôi đi ngủ đây Nói xong cô lên lầu Đang đi bỗng dừng lại nói À đúng rồi, chúc anh ngủ ngon nhé Nói xong cô đi mất Kỳ nhìn bóng lưng cô rời đi Trong lòng hiện lên cảm xúc phức tạp mà anh cũng không rõ Chuyện Ngọc sống cùng với Kiệt Bằng một cách thần kỳ nào đó đến tai Châu Hoa Cô ta đối với chuyện này ghen lồng ghen lộn Chỉ muốn chạy tới chất vấn Kiệt Có điều Kiệt né tránh cô ta Thay vì tìm anh Cô ta quay sang tìm Ngọc để dằn mặt Ngọc đã đi cà phê trong phòng nghỉ. Thì Hoa bước đến. Cô ta nhìn lướt một vòng không thấy ai thì đóng cửa lại. Sau đó đi đến chỗ Ngọc. Cô Ngọc này, nghe nói cô cũng tổng giám đốc chuyển đến sống cùng nhau. Ngọc nghiêng đầu nhìn cô ta. Đúng thế, chúng tôi đã đính hôn. Ở với nhau là chuyện sớm hay muộn thôi mà. Hoa hất văng ly cà phê trên tay Ngọc. Cô nhíu mày, không ngờ Châu Hoa sẽ gây chuyện ở chỗ làm. Châu Hoa lạnh lùng nhìn cô. <laughs> cô đừng nên tưởng bở cô nghĩ cho cùng thì cũng chỉ là kẻ thế thân kiệt vì đang giận tôi mới cùng cô chơi trò tình nhân thôi hòa nói đúng một nửa đúng là cô đang đóng giả hôn tê của anh nhưng cô không tưởng bở bởi vì cô biết rõ mình đang đứng ở đâu cô bị cười đáp tôi nghĩ cô hoa đây mới tưởng bở anh kiệt nói rõ với cô rồi mà hai người đã chia tay đừng dây dưa ve ngấy làm gì chẳng phải cô che ngấy chán rồi tìm kẻ thay thế cái này là quả báo của cô cho nên cũng đừng đổ lỗi cho tôi Hoa bị nói trúng tim đen Tức giận giơ tay muốn tát Ngọc Nhưng cô chặn lại Vì tiểu thư này chưa bao giờ làm việc nặng Sao đánh nổi cô <laughs> Cô đừng phí sức mà đánh tôi Cái cô cần ấy, Phải ăn năn hối lỗi đi Cô nói rồi hất tay Hoa đi mất Hoa dằn mặt không thành công Còn bị dằn mặt lại thì tức giận không nguôi Cô ta trở về ngồi xuống bàn Muốn xả cơn bực tức này Lại không có chỗ phát tiết Chỉ đành mắng chửi nhân viên xung quanh Ngọc trở về nhà sớm hơn Kiệt Cô tiện đường mua nguyên liệu về nhà anh Nhìn trời sáng cô chưa vội nấu Mà lấy đồ quét dọn nhà cửa một lượt Để khi một cánh cửa gỗ màu đỏ sậm Cô có phần kinh ngạc Sao cái cánh cửa này đặc biệt hơn những cánh cửa khác nhỉ Cô tò mò nhưng không có mở cửa ra Dù sao cũng là nhà anh Nhớ bản thân đụng vào cái gì đó làm hỏng thì làm sao Tôi đến Kiệt về lần này trong lòng anh âm thầm mong chờ bữa cơm tối bước vào nhà xung quanh được cô dọn dẹp sạch sẽ sáng bóng nghe tiếng động ngọc đoán là anh đã về liền nói vọng ra anh về rồi đấy à tắm rửa rồi đi ăn cơm thôi ngón tay kéo cà vạt của anh khựng lại sao chỉ câu nói thông thường mà cảm thấy ấm áp thế nhỉ mà đúng cái câu nói này giống bản đội anh thường nói với anh kiệt ơi con về rồi đấy à tắm rửa rồi xuống ăn cơm ký ức về bà nội ùa về anh cảm xúc hỗn loạn Dường như trở lại thời thơ ấu trước kia Sau khi thay đồ đi vào trong bếp Trên bàn đồ ăn nghi ngút khói bay lên Anh kéo ghế ngồi xuống Không có cô Chắc nơi này chả bao giờ được sử dụng Cô cầm bát ăn cơm hỏi Anh không biết nấu à Nói rồi thấy mình hỏi thừa Người nhà anh chắc chắn thuê người giúp việc nấu ăn cho Làm gì có chuyện tự tay xuống bếp Quả nhiên anh đáp Ừ, chơi đây đi học thêm Nếu không tham gia đủ các câu lạc bộ Tôi đâu có thời gian học những việc này đâu. Không có thời gian chơi đùa luôn à? Ừ, cha mẹ tôi muốn tôi có thành tích cao trong lớp. Nếu tôi xuống hạng một cái bị trách mắng ngay. Tuổi thơ của anh đáng sợ thật. Anh liếc nhìn cô một cái. Cô thì sao? Cô bật cười, tôi á? Bình thường như bao người thôi. Tắm mưa lội ruộng bắt cá tôi trải qua hết. Ở quê chúng tôi á, không có nhiều thứ như trung tâm vui chơi giống thành phố đâu. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện Vừa kể cho nhau nghe mấy chuyện từ thời trẻ con Kỳ hiếm khi cười một cách thoải mái Người con gái này thực sự khiến người khác dễ mở lòng Ngọc đang nói nhờ đây căn phòng kia À đúng rồi Hôm nay tôi dọn dẹp đi Tôi phát hiện căn phòng cửa gỗ màu đỏ cuối hành lang Chưa nói xong thì anh nói luôn Cô không đi vào căn phòng đó đấy chứ Bầu không khí ban nãy lập tức bị đánh tan Cô thì anh trao mày Thì đoán căn phòng này có bí mật gì đó anh muốn che giấu Cô lắc đầu thành thực, không, tôi chưa vào đâu, nếu anh không thích tôi không nhắc đến nó nữa. Anh thấy cô hoang mang, cảm thấy thái độ của mình như khiến cô sợ. Cái đó, căn phòng cất giữ nhiều thứ, khiến tôi không thoải mái khi nhìn thấy. Cô nhìn anh cười nói, thì con người ai cũng có bí mật, tôi hiểu mà. Kết thúc bữa tối, anh lấy cớ có việc đi trước. Lúc đi ngang qua căn phòng kia, anh bỗng dừng lại, bàn tay chạm đến tay nắm cửa rụt về. Sau đó đi vào phòng làm việc của mình dù rằng không để ý cánh cửa kia nhưng ngọc vô thức đi đến nó trên phòng làm việc đồng nghiệp bên cạnh ghé sang hỏi cô cô vẽ cái gì thế cánh cửa ngọc vội vàng giấu tờ giấy cười cười nói nói với đồng nghiệp không có gì đâu tôi vẽ linh tinh thôi mà đồng nghiệp không quan tâm lắm chỉ nói với cô nghe bảo giám đốc châu mở tiệc mừng ký kết hợp đồng thành công đúng thế không ờ à, phải 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 ngọc gật đầu dù cô là hôn thê của kiệt mấy người đây đối xử với cô rất thân thiện không có vì thân phận cô mà rẻ chừng Bữa tiệc kia chính là mừng vụ ký hợp đồng với giám đốc Ly Kỳ cũng muốn tuyên dương cô giúp anh lấy được hợp đồng Tất nhiên chuyện đó Kỳ không nói cho ai biết Mọi người chỉ biết tổ chức tiệc thôi Bữa tiệc này chắc chắn Kỳ xuất hiện Hòa nóng lòng chờ đợi đến ngày đó Cô ta thấy bản thân dậm chân quá lâu Nếu tiếp tục thế này đêm dài lắm mộng Con hồ ly ngọc kia sẽ cướp mất kiệt của cô ta Buổi chiều Ngọc nhận đơn hàng Đồng nghiệp xung quanh hóng hớt nhìn xem thứ gì Cô định mang về nhà mở ra xem Nhưng đồng nghiệp nữ háo hức nói Nhìn hộp quà đắt tiền thế này Chắc chắn đồ của Châu Tổng Mở ra cho chúng tôi chiêm ngưỡng chút đi Nhìn những ánh mắt sáng rực của đồng nghiệp Ngọc bắt đầu mềm lòng Cô mở túi ra tháo nơ gói Khi thứ đồ bên trong được lấy ra Ai nấy ngưỡng mộ khen ngợi Trời đất ơi đẹp đẹp quá Châu Tổng đúng là biết cách chiều vợ nhỉ Ngọc nhìn chiếc đầm hai dây màu đen trước mặt, thiết kế tao nhã cổ điển, bên dưới sải tà đến đầu gối. Chất vải lụa thượng hạng mượt mà, chỉ nhìn thôi đã thấy mát mắt. Bên trong hộp có tấm thiệp nhỏ. Khi tôi nhìn thấy chiếc váy này bên trong cửa tiệm, là lúc nó hiện lên một cách diễm lệ dưới đèn vàng lấp lánh. Tự như lần đầu tôi thấy em, dành tặng vị hôn tê của tôi. Đám phụ nữ đọc xong, tim nhũn ra một nửa. Có ai ngờ vị tổng giám đốc quanh năm mặt liệt khó tính lại viết ra được những dòng chữ lãng mạn thế này. ngay cả Ngọc cũng bị những câu này hớp hồn, trái tim trong lồng ngực không nghe theo lý trí đập thình thịch. Dù biết tất cả là diễn cho hoa thấy, nhưng cũng không tự chủ được mà đắm chìm vào đó. Ngón tay nhẹ lướt trên mặt vải, cô thầm thở dài, cô cất chiếc váy, đồng nghiệp bên cạnh hỏi. Cô có định mặc nó vào bữa tiệc tối nay không? Nhất định phải mặc đấy, nó đẹp thế này cơ mà. Ngọc ngượng ngùng, À chắc chắn rồi Tôi đâu thể bỏ phí chiếc váy này được Tối đó Kiệt vì bận công việc không trở về Anh cho người đi đón cô để bữa tiệc công ty Ngọc nhìn ra ngoài anh lấy hướng ánh mắt phía cô Bởi vì bây giờ cô chính là hôn thê của Kiệt Cô bước xuống Vận trên người chiếc váy đen mà anh tặng cô Nhẹ nhàng bước về phía trước Những ánh đèn flash lóe sáng hướng về phía Ngọc Cô ngừng cao đầu bước đi lên bậc cầu thang Bảo vệ xung quanh tiến lên đón cô trong nơi tổ chức tiệc Bên trong đông đủ người Ngọc kéo áo khoác nhìn quanh chẳng có người quen nào Cô dù sao chỉ là kẻ giả mạo Đối với những đề tài trò chuyện của người xung quanh đều xa lạ Tại đây mới thấy bản thân mình không hề thuộc về thế giới này Ban đầu mọi người vì thân phận giả kia bắt đầu trò chuyện với cô Nhưng sau đó họ nhanh chóng tản ra Ngọc ngồi xuống bàn tiệc trống trải cầm bánh ngọt trên giá ăn Còn trước ngồi ấm mông có người tiến tới Là một nhóm cô gái ăn vận xinh đẹp Hôn thê của châu tổng này váy cô đẹp quá Cô mua ở đâu thế Ngọc cười đáp à, Là anh ấy tặng cho tôi Một cô gái mái tóc hung đỏ nghe Ngọc nói Ánh nhìn trở nên kỳ lạ Trời đất ơi tôi nhớ ra rồi Đây chả phải chiếc váy mà châu hoa tiểu thư thích à Cô ta dứt lời Nhưng nữ nhân kia lập tức hùa theo đúng, đúng 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 trùng hợp thế nhỉ Thiết kế y chang luôn này Không phải sao Sao Châu Tổng lại tặng cô đồ mà lại Châu Hoa thích nhỉ? Có ý gì đúng không? từ xa hoa nhếch miệng nhìn bàn của ngọc những gương mặt hoang mang của cô mà thích thú hả hê người phụ nữ tóc hung đỏ che miệng nói vậy cô không giận chứ ngọc chớp chớp mắt không sao tôi phải giận kẻ mang thân phận giả như cô có gì mà giận với dỗi cô biết rõ kiệt cố ý làm vậy đâu cần người khác nhắc nhở những người phụ nữ kia nhìn cô không có biểu hiện ghen tức mấy người cảm thấy xấu hổ chọc người mà mình lại thành kẻ bị quê nhưng vẫn phải dáng mà diễn tiếp thế à Đúng là chúng tôi lo vớ lo vẩn rồi Người phụ nữ tóc hung đỏ hừ lạnh Nhưng mà kịch hay vẫn còn phía sau cơ Hoa đứng xa hất đầu Ngay lập tức của em gái đi đến gần chỗ đám người bọn họ Em gái tóc ngắn đẩy nhóm người kia ra Đi đến trước mặt Ngọc chỉ tay vào cô Con nhỏ này Tại sao dám cướp anh kia của tao Cái gì Ngọc bất ngờ không hiểu gì Cô gái kia cuồng loạn nói Mày mau trả anh ấy lại đây Nói rồi lao tới gây chuyện với Ngọc Tình hình lập tức hỗn loạn Đàm nhẫn nhân xung quanh không ai dám vào can Người phụ nữ tóc ngắn đưa tay muốn giựt chiếc nhẫn của Ngọc Những người xung quanh nhìn phía họ Hoa cầm ly rượu tiến vào vòng vây xem kịch hay Thực muốn nhìn Ngọc bị đánh đến đầu rối tóc bù Cho cô ta xấu mặt một ven Ngọc giữ chặt chiếc nhẫn Nghĩ thầm chẳng lẽ cô ta là cướp Tính dàn cảnh cướp đồ của mình Dù gì chiếc nhẫn này rất đáng giá Cô la lên tránh xa tôi ra Cô bị điên đấy à Cô gái kia chẳng quan tâm, cố giành chiếc nhẫn, miệng thì nó luyên thuyên, "Của mẹ nó, chiếc nhẫn là của tao, của tao. Mày đúng là thứ hèn, làm sao xứng với nó." Hai người vật lộn, Ngọc tức quá giật mạnh tay về phía sau, bỗng dưng chiếc nhẫn trên tay va phải mặt một người, tiếng hét thất thanh la lên. Cô gái kia bị dọa sợ, Ngọc cũng sợ nhìn về phía sau, chỉ thấy Châu Hoa ánh mắt bàng hoàng che đi mặt mình. Có ai ngờ xem kịch vui Để cuối cùng người bị thương là mình không Bây giờ bảo vệ xuất hiện Đi đến áp tải cô gái tóc ngắn đi Mấy người trong nhóm nữ nhân kia Mồm năm miệng mười giả bộ nói Con nhỏ tóc ngắn kia Hình như fan cuồng của Châu Tổng Bảo sao có hành động điên cuồng như thế Ai mời cô ta đến thế không biết Kiệt vừa xong việc tại công ty Mới đến bữa tiệc Thì lập tức được thông báo chuyện này Anh nhíu mày đi đến chỗ xảy ra chuyện Châu A liếc mắt thấy anh lập tức khóc lóc Kiệt để xem ngọc, nhưng nhìn thấy trên mặt Hoa có vết máu, anh không thể không trơ mắt mà nhìn. Dù sao từng là người mà anh yêu thương, ghét đến đâu cũng không thể ngó lơ khi cô ta bị thương. Hơn nữa Ngọc ngoài tóc tai hơi rối, cơ thể không có vết thương gì, anh ưu tiên Châu Hoa trước. Anh đi tới nói: "Để tôi đưa cô đi xử lý vết thương." Hoa như mở cờ trong bụng, bên ngoài thì yếu đuối gật đầu. Kiệt dìu cô ta vào trong phòng nghỉ mà quên mất Ngọc đứng ở ngoài, mọi người xung quanh dương mắt nhìn cô. Có kẻ thích thú, có người thương hại Chỉ có Ngọc rõ ràng nhất Mình trong lòng anh không có trọng lượng bằng Châu Hoa Cô chỉ là kẻ đóng giả người yêu Còn Châu Hoa thì khác Là người anh từng thực tâm đem lòng yêu thương Chỉ vì quá yêu hận đến mức trả thù người ta như vậy Ngọc bình tĩnh đi đến phòng vệ sinh chỉnh trang tóc tai Dù biết mình chẳng là kẻ thay thế Tại sao cảm thấy đau lòng thế nhỉ Ngọc nhìn bản thân trong gương cho mày tự nhủ Mày đừng để tình cảm lớn nát. Phải biết rõ mình ở vị trí nào Người như anh ấy sẽ không để ý đến mày Không có hy vọng thì không có đau thương Chỉ cần làm tốt đi trong hợp đồng Đến lúc đó lấy được tiền rồi rời xa anh Kiệt dẫn châu hoa vào phòng nghỉ Cửa phòng khép lại Cô đưa tay ôm chặt lấy eo anh Ban đầu chỉ tính làm ngọc mất mặt Không ngờ ông trời cho cô cơ hội được gần gũi với anh Cô ta không thể bỏ phí được Kiệt à Thực ra trong lòng em còn có em đúng không hay không đáp lời cô ta Chỉ cầm hộp y tế trên tủ đem đi trước mặt mở ra Cô nhìn động tác thành thạo của anh Lì đem những kỷ niệm trước kia nói ra Muốn dùng nó gợi ký ức tốt đẹp của mình với anh Nếu hồi bé không Em hay bị ngã vì chạy nhảy quá nhiều Vì thế anh cố gắng học băng bó Giúp em xử lý vết thương Anh còn nhớ Khi đấy anh luôn nói với em Em là bảo bối của anh Nên anh không cho phép em bị thương Mày cô nhăn lại anh cầm bông gòn thấm vào vết thương trên má cô ta Anh mỉm cười Nhưng trong nụ cười không có chút độ ấm Còn nhớ chứ Nhớ rõ là đang khác Chính vì thế tôi tự hỏi Tại sao tôi coi cô là bảo bối Mà cô có thể dám cùng người khác lên giường ngoại tình sau lưng tôi Giọng nói trầm thấp đến đáng sợ Cô nén đau há miệng lắp bắp Những câu từ đã chuẩn bị từ trước Em, em nhất thời hồ đồ Em cũng không mong anh tha thứ cho em Nhưng em sẽ sửa đổi Em chắc chắn không tái phạm Kiệt thả bông y tế lắc đầu Cô sống với tôi bao lâu Chẳng nhẽ không hiểu tính cách của tôi à Trên đời này tôi ghét nhất kẻ đâm lén mình Sao tôi tin cô Giọng nói quyết tiệt không cần chút tình cảm nào Làm cho Châu Hoa sợ Cô ta tưởng bản thân còn cơ hội làm lại Nhìn xem thái độ của anh Cô ta chẳng có chút cơ hội Nhìn còn nước còn tát Cô ta cố gắng cười làm dáng vẻ trước đây anh thích nhất Em không tin anh thực sự nghĩ thế Em cảm nhận anh thích em mà Nếu không sao tặng cho à hồ ly kia trước mà em thích nhất Kiệt cầm băng cá nhân dán lên vết thương cho cô ta Rồi ghém miệng vào tai cô ta Đương nhiên để chọc tức cô Thế thế nào Đồ vật đáng ra của mình Như giờ của người khác Đau đớn không Chua xót chứ Đôi mắt hoa ngấn nước Cô ta dưng dưng nhìn vào mắt anh Đôi mắt kiệt như hố đen cuột lấy linh hồn cô ta Anh sau đó cúi đầu cất đồ y tế về chỗ cũ Bây giờ cô cảm nhận được như tôi rồi đấy Nói rồi anh đi ra khỏi phòng Cô ngã người xuống ghế sofa cô ta hiểu bản thân sẽ không thể quay lại được với kiệt chỉ vì một phút đam mê muốn thử cảm giác mới lạ cô ta rơi vào vòng tay kẻ khác để rồi gánh chịu hậu quả nặng nề nhưng hoa không cam tâm không cam tâm thua dưới tay một bồi bàn nhỏ không không thể nếu tôi không có được anh không kẻ nào có được anh đâu kiệt đi ra khỏi phòng vừa đi vừa cảm thấy nhẹ lòng Lần trước khi nói chuyện với Châu Hoa tại tiệc đính hôn, trong lòng anh còn căm phẫn với hành động của cô ta. Nhưng lần này anh dần dần cảm thấy không còn hận cô ta như trước, chẳng nhẽ bởi từ từ hết tình cảm giữ. Không chờ anh suy nghĩ thông suốt, anh va phải một người ở phía đối diện. Anh đỡ lấy cô gái cúi đầu định xin lỗi, nhưng không ngờ lại là Ngọc. Cô nhìn anh, đôi mắt hiện lên sự bất ngờ. Nhận ra người đàn ông đưa tay đỡ mình, cô nhẹ nhàng né tránh. Cô tự nhủ rồi, nếu không muốn nảy sinh tình cảm Tốt nhất tránh đụng vào nhau Anh thấy lạ khi cô né mình Nhưng cũng không để tâm Sao ở đây? Phòng tiệc phía bên kia mà Cô vẻ như đã hiểu Ở bên phải à? Chỗ này rộng quá tôi đi là Cảm ơn anh Cô định đi thì anh ngăn cô lại Bạn nãy cô ổn đấy chứ? Có bị thương ở đâu không? Không sao đâu Tôi mạnh lắm, con nhỏ kia như cái xào ấy Làm gì được tôi Cô vừa nói vừa giơ nắm đấm Cô định lấy chuyện cười che giấu cảm xúc của mình Anh thấy cô không sao thì thở phào ừ vậy tốt rồi tiệc vẫn còn chúng ta đi thôi anh phải chúc mừng ngọc nhờ công của cô công ty ký hợp đồng lớn có điều cô lại lên tiếng từ chối cái đó tôi bây giờ không muốn vào đấy nữa anh biết chuyện ban nãy chắc ai cũng thấy mà tôi xấu hổ lắm anh nhìn ra nét miệng cưỡng trên mặt cô cũng không muốn ép buộc vậy được rồi tôi kêu trợ lý đưa cô về nhé vâng cảm ơn anh cô đáp cô nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh thở dài một tiếng rồi quay người rời đi từ hôm đó cô giữ khoảng cách với anh Mà anh chẳng nhận ra điều này Vẫn bình thường đối đã với cô Tối đó anh bận việc không về sớm Ngọc ở nhà nhàm chán bắt đầu dọn dẹp căn nhà Trong lúc đang dọn Bỗng có con rán từ đâu bỏ ra Nhìn Ngọc như vậy thôi Nhưng cô sợ rán lắm Cái thứ côn trùng gì đã hôi Lại còn biết bay Cô sợ hãi lùi về phía sau định tránh nó Chẳng ngờ con rán như biết cô sợ Nó cất cánh bay lại gần Bị tấn công cô chẳng quan tâm xung quanh Và chạy thục mạng Nhìn trước mặt có căn phòng Cô không chút do dự chạy vào đóng sầm cửa Ngọc lùi về sau Sợ nó chui qua khe cửa Không ngờ cô va phải thứ gì đó Cô tò mò nhìn căn phòng Rồi sau đó đưa tay bật điện Ánh đèn vụt sáng chiếu cả căn phòng rộng Cô nhìn cánh cửa màu đỏ mà giật mình Cô vô tình đi vào trong căn phòng Mà anh cấm mất rồi Đằng nào cũng vào rồi hay thử nhìn xem một tí Nghĩ là làm cô liếc nhìn xung quanh Không ngờ bên trong giá nhiều poster cùng nhà cụ Chiếm nhiều nhất đài guitar điện Thứ cô đụng phải là thùng đựng guitar Cô nhào mắt nhìn poster trên tường Người trong ảnh chẳng phải ai ngư Cô lại gần nhìn kỹ Gương mặt trẻ trung kiểu tóc giống mấy idol 10 năm trước Chẳng ngờ được anh có mặt này à Gương mặt trong poster cười rất tươi Khác hẳn gương mặt lúc nào cũng một biểu cảm như bây giờ của anh Cô không tự chủ vươn tay sờ tấm ảnh Cửa bật mở, cô vội thu tay quay đầu nhìn. kẻ đứng ở cửa, mày anh nhíu lại, giọng nói có phần khó chịu. Sao cô ở trong đây? Không phải tôi nói đừng vào đây à? Cô biết mình sai rồi. Không, không phải đâu, tôi vô tình vào đây thôi. Bởi bởi vì bên ngoài có con rán. Anh nghe vậy thắc mắc. Rán á? Ở đây làm sao cô rán? Sao tôi biết được? Nhưng bắt đắc dĩ tôi chui vào đây trốn. Nhưng những thứ này là gì thế? Anh từng ở trong một ban nhạc à? Ừ, đúng thế. Anh đáp. Anh không muốn bí mật này bị ai biết Giống như che giấu con người thực sự của bản thân trong căn phòng này Nếu bị thấy thì cũng không cần giấu Anh mệt mỏi khi phải che đậy con người thật của mình Cầm gây đàn guitar gẩy một tiếng Lâu rồi bản thân chưa đụng đến nó Bây giờ cầm lên có cảm giác kỳ lạ Cô quá sát gương mặt nghiêng của anh Rồi tiến lại gần Vậy sao anh không chơi nữa Kể cho tôi biết được không Nghe cô nói anh nhìn phía cô Ngọc vội vàng giải thích À thì nếu anh không muốn thì không cần Tùy anh thôi mà Anh cúi đầu như cây đàn trong tay Chẳng có gì đâu Thời thanh niên tôi đam mê âm nhạc Nhưng cuộc sống đâu đơn giản như vậy Cuối cùng tôi cũng phải bỏ cuộc Nói rồi anh đặt cây đàn xuống Có kể thì cô không hiểu được cảm giác đó đâu Những lời này khiến cô bất mãn Cô kéo tay áo anh Sao lại không hiểu Tôi hiểu rõ hơn ai hết mà Hành động bất ngờ làm anh quay lại nhìn cô Trong ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa không tin của anh Giọng cô nhỏ dần thì tôi cũng như anh Chúng ta giống nhau đều từ bỏ giấc mơ vì thực tế khắc nghiệt Nên anh đừng nghĩ chỉ mình anh trải qua chuyện đó Ước mơ của cô là gì? Cô vốn nghĩ anh sẽ mặc kệ cô mà đi ra ngoài Không ngờ anh bình tĩnh hỏi cô Tôi hỏi ước mơ của cô là gì? Đôi mắt trong trẻo của cô nhìn anh Là học đại học Tôi muốn theo học ngành y Muốn trở thành bác sĩ giúp đỡ mọi người Nhưng suy nghĩ là viền vông Nhà tôi nghèo lắm Sao đủ tiền chi trả học phí được Ngữ điệu của Ngọc dần trở nên trầm buồn. Ai trong cuộc sống cũng có lúc như vậy, không dễ dàng theo đuổi giấc mơ của mình. Kiệt im lặng, anh đã để cho sự đau khổ của mình làm anh trở nên ích kỷ. Anh nghĩ chỉ có mình bị tổn thương, nhưng thực ra có người tổn thương hơn anh gấp trăm lần. Lời nói ra miệng nghẹn ở họng, anh thở dài nói với cô, "Tôi không thể theo đuổi giấc mơ của mình, nhưng tôi cảm thấy cô vẫn có thể tiếp tục niềm đam mê." Ngọc mở lớn mắt nhìn anh, "Tôi á?" "Ừm." Trở về với cô bây giờ không làm gì à Ngoại trừ việc ở cùng tôi đóng giả tình nhân Nên thế cô cố gắng học tập đi Đối với chuyện này cô trở nên tự ti Nói thì dễ Nhưng mà tôi ngốc thế Sao thi vào trường y được chứ Tôi giúp cô Chỉ cần lập mục tiêu là được mà Anh nói rồi lôi điện thoại bấm bấm Cô theo không kịp suy nghĩ của anh Anh, anh làm gì thế Tính toán xem cô thi vào đại học y được không Cái này mà tính được á Anh bấm một lúc rồi đưa kết quả Sao số không tồi nếu cô cố gắng Từ bây giờ sang sang năm Cô có thể tham dự kỳ thi đào sắp tới Yên tâm đi tôi giúp cô thực hiện nguyện vọng Cô giờ khóc giờ cười Sao người này quyết định thay cô vậy chứ Vấn đề là tôi chẳng đủ tiền chi trả học phí Dường như chuyện này Kiệt đã tính tới Anh thản nhiên đáp Cái đó có gì khó đâu tôi cho cô vay Sau này cô từ từ trả lại tôi Cứ quyết định thế đi giờ tôi đi ngủ đây Anh nói xong rồi đi Để cô không hiểu chuyện gì Tại sao đang nói quá khứ của anh Bây giờ thành cô cố gắng thi trường đại học y Chắc anh ta đùa mình à Tại mình tay máy chuyện riêng của anh ấy Ngày mai anh ấy sẽ quên luôn chuyện này thôi mà Cô thầm nhủ Sau đó trở về phòng mình Nhưng cô không ngờ anh nói được làm được Ngày hôm sau cho người mang chồng sách Tới chỗ bàn làm việc của cô Nhắn tin ra lệnh cần làm hết bài tập trước khi trời tối Cô nhìn đống sách toán trên bàn Ôm đầu muốn khóc Đồng nghiệp xung quanh đánh lút trao đổi Cái gì đây? Trò chơi mới của vợ chồng giám đốc à? Đồng nghiệp nam tặc lưỡi Nhìn quyển sách toán kia tôi hoa mắt chóng mặt Anh ấy đúng là biết cách trêu đùa vị hôn thê của mình Tại văn phòng tổng giám đốc Kỳ nhìn báo cáo trợ lý đưa sách cho Ngọc mà mỉm cười Có lẽ ý trời giúp anh gặp cô Để anh giúp cô hoàn thành ý nguyện của bản thân Dù anh vừa qua tiếc nuối tuổi thanh xuân của mình và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất cũng xin được kết thúc. Các bạn cảm nhận như thế nào? Chia sẻ lại dưới phần bình luận. Cũng như đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.